Cái gì thế? Đó là cái gì vậy? Kỳ lạ, trứng vịt, trứng gà, trứng chim, chúng ta đều nhìn thấy cả rồi. Nhưng quả trứng này to như vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta mà mang về nhà, mang về nhà có được không? Không thể để ở đây không lo được. Ngồi lỡ là quả trứng này là bảo bối thì sao? Từ từ thôi. Trương lão đệ, Khương lão đệ, Quách đại ca, sao lại nhìn thấy ta là giống như nhìn quỷ vậy? Cha con huynh sao lại đến đây? Ta có chuyện làm ăn cần đàm phán trong thành, không có chỗ ở nên mới đến tìm đệ. Không biết đệ có quan ngân chúng ta hay không? Nói gì vậy? Nào nào, mau vào đây, xin mời. Khương bá phụ, Khương bá mẫu, đây là trứng gì vậy? Sao lại to thế này? Khương lão đệ, đệ làm gì vậy? Chuyện này nói ra dài lắm. Nó đang động đậy, có phải muốn thoát ra ngoài không? Làm sao hả? Đại Dương, ngài có thai rồi. Cái gì? Đại Dương có thai rồi. Tôi vừa dám nói ta có thai. Lấy bản Dương ra làm trò cười, có gan nói lại lần nữa xem nào. Đại Dương bất giận. Ngươi, đại dương bất giận, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Bản đại dương có yết hầu, có râu, còn có lông chân. Hơn nữa bản đại dương có tự tôn của nam nhân. Bản đại dương là nam tử hán. Ngươi đã nhìn thấy nam tử hán mang thai bao giờ chưa? Ngươi xem cho chuẩn vào. Ta nói cho ngươi biết, cơm có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói bừa được. Nhưng mà tôi hành nghề y bao nhiêu năm rồi, đại dương của các vị thật sự có hỷ mà, không cần hoài nghi. Thật sao? Hơn nữa xem tình hình thì cũng sắp sinh rồi. Cái tên lăng băm này, câm mồm cho ta. Ngươi còn ở đây lãm nhảm nói năng nói cười có phải không? Ta không cần ngươi giúp tay, ngươi sẽ không biết lễ độ. Ta đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Đại dương, ta xem ngươi còn dám nói năng nói cười nữa không. Đại dương lão đại, huynh không sao chứ? Nhìn thấy chưa, sắp sinh rồi. Mau đi chuẩn bị đi. Mau đi đun nước nhanh lên. Đại dương có chuyện gì thế? Đúng vậy, huynh nghe kêu kìa, không phải thật sự sinh đấy chứ? Huynh nghe kìa, đây không để sinh thật sao? Sinh rồi, đại ca sinh rồi. Chúc mừng. Đại dương các ngài thật may mắn sinh ra một bé trai mập mạp trắng trẻo. Ta thấy vui lây với mọi người. Đại ca, huynh còn suy nhược, có nghỉ ngơi mới phải. Đại ca, để nghe nói thời gian này cần bồi bổ nhất. Muốn bồi bổ phải ăn móng heo. Lát nữa để lên phố mua cho huynh một cân móng heo để huynh bồi bổ cơ thể. Khỉ gió, câm mồm cho ta. Ngươi nghe cho rõ đây. Nếu ngươi dám nói chuyện này ra ngoài, ta chặt đứt tay của ngươi, chặt đứt chân của ngươi, cuối cùng chặt đầu của ngươi cho chó ăn. Nghe rõ chưa hả? Tôi hiểu rồi. Đại dương ngài yên tâm, tôi đảm bảo giữ bí mật, một chữ cũng không nói. Đại ca, ngươi yên tâm đi. Chuyện của Quỳnh cho dù có nói ra, có ai tin chứ? Vậy cũng không nói được, biết chưa? Không được nói, biết chưa? Dạ. Đưa bạc đi. Nào nào, đưa em bé cho ta.
Đi cẩn thận một chút. Nhẹ thôi, ôm cho chắc vào. Được rồi, cảm ơn. Đi đi, cảm ơn đại dương. Đừng ở ra ngoài đấy. Thật ra Mã Bảo Thành này, hắn không hề mang thai, hắn chỉ là bị trướng khí. Đứa trẻ này là được một tiên nữ giao cho hắn, đó là do hắn sinh. Thật ra là muốn để hắn cải tà quy chính. Các người sẽ bị báo ứng, nhất định sẽ gặp tai ương. Lẽ nào thật sự bị nữ nhân đó nói trúng rồi? Thật sự bị trời trách phạt hay sao? Thật đúng là thần kỳ rồi. Quả trứng này tự nhiên là phát sáng. Đây rốt cuộc là gì? Ở đây sao lại có tiếng trẻ con khóc thế này? Trẻ con. Bà đó à, đừng lại. Ở đây, ở đây quả thật có một đứa bé. Quả trứng này sẽ là nở ra một đứa bé chứ. Ngoan ngoãn, Bảo Bảo không khóc. Không khóc, không khóc. Ông nói ơi, đây là đứa con ông trời ban cho chúng ta đó. Ông trời biết chúng ta mỗi năm, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi cách được cầu xin, ban cho chúng ta một đứa con. Ông trời bị chúng ta làm cho cảm động rồi. Nhất định là như vậy, đúng vậy. Cho nên Ngài mới dùng cách này ban đứa trẻ này cho chúng ta. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Đúng vậy. Vậy còn tên, tên mà Triệu Bán Tiên cho thì sao? Đúng đúng. Ngoan nào, Bảo Bảo không khóc. Không khóc. Bảo Bảo ngoan nào. Thật là đáng yêu, ngoan nào. Bà nói à, con trai đặt tên là Khương Thục Phổ, con gái thì là Khương Chỉ Nhu. Là con gái Chỉ Nhu. Chỉ Nhu. Khương Chỉ Nhu. Khương Chỉ Nhu. Bà nó à, bà mau cho nó bú sữa đi. Thật là đáng yêu. Tôi già thế này rồi, lấy đâu ra sữa mà cho bú. Đúng thật là tôi hồ đồ rồi. Vậy tôi sẽ đi tìm sữa dê về cho con. Khương Chỉ Nhu, đứa trẻ này thật là đáng yêu. Có tên rồi, là Nhu Nhu, đáng yêu biết bao. Ngoan nào. Xem thật là đáng yêu. Thật là đáng yêu. Tiểu thiếu gia đừng khóc, đừng khóc. Tiểu thiếu gia đừng khóc nữa. Lão đại, đứa trẻ này thật có tinh thần. Nó đã khóc một canh giờ rồi, thế mà không thấy mệt chút nào. Đúng là kỳ tài luyện võ. Sau này nhất định sẽ là một Lục Lâm Hảo Hán. Cho dù thế nào nó cũng là con trai của ta. Đó chính là nhân trong chi long. Lão đại, huynh mau đặt tên cho nó một cái tên đi. Mã Chính Dĩnh, gọi nó là Mã Chính Dĩnh. Mã Chính Dĩnh, đúng. Bước đi vô thanh vô thức, giết người vô ảnh vô tung. Tên hay. Lão đại, ý của huynh là muốn nó sau này lớn lên sẽ trở thành con người công chính, con người ngay thẳng, không sợ gì hết, phải không ạ? Ta thấy người chỉ có tí học vấn thế thôi. Là Dĩnh trong tranh Dĩnh, không phải Dĩnh trong từ ảnh kia. Dĩnh trong tranh Dĩnh. Lão đại, quynh đặt cho nó một cái tên danh vẻ như vậy. Chuyện này mà truyền ra ngoài thật là khó nghe. Tên chó nhà ngươi thì dễ nghe. Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, sơn trại chúng ta không phải là quân cướp bóc, để cho mấy tên đọc sách kia khinh thường, biết danh biết võ. Ngươi có hiểu không hả? Nó cũng phải. Không khóc, không khóc nữa. Sữa dê đến rồi, sữa dê đến rồi. Ngươi nhanh lên. Ngươi chậm chạp kìa, mau cho nó ăn đi. Ngươi có làm được không vậy? Lão đại, chuyện này để cứ ăn thịt heo thì cũng phải từng dịch tiếng heo chạy chứ. Đây đây, để đút cho huynh nhìn. Tiểu bảo bối, tiểu bảo bối, mau ăn, mau ăn đi. Mau ăn đi. Nó ăn rồi, nó ăn rồi. Nào thêm một thìa nữa. Thêm nữa nè. Tiểu bảo bối, mau ăn đi. Hả?
Đây là gì? Tên ngốc, ngươi đút cái gì cho con ta ăn vậy? Đây lão gia, lão đại, đây đút sữa. Không, là sữa dê. Sữa dê à? Ông cho nó uống cái gì vậy? Sao một lát là lớn như vậy? Có thể uống cái gì không phải là sữa dê sao? Chỉ uống một thìa sữa làm sao có thể lớn như vậy được? Tôi muốn nữa, tôi muốn ăn nữa. Được. Chính Vĩnh là tên của tôi à? Ông là cha tôi sao? Đúng, cha. Chuyện này không phải. Đức Tài đến mấy chuyện của nữ nhân cũng làm rồi. Đúng là chuyện lạ năm nào cũng có. Năm nay đặc biệt nhiều. Kẻ nào để đúng là cảnh báo của ông trời. Đừng uống nữa. Không uống. Sữa là để cho trẻ con uống. Người lớn đói thì phải ăn cơm. Tôi đói bụng rồi, tôi muốn uống sữa. Đói rồi thì ăn cơm. Đúng là như vậy sao? Mấy người các ngươi là ai vậy? Ta là cha của con. Bà ấy là mẹ của con. Ta là mẹ của con nè. Đây là mẹ tôi, đây là cha tôi. Thế sao tôi lại không biết hai người vậy? Từ lúc con sinh ra đến bây giờ, chúng ta vẫn chưa kịp dạy con. Sao con lại biết được? Vậy con là ai? Con họ Khương. Tên là Khương Chỉ Nhu. Khương Chỉ Nhu. Con là Khương Chỉ Nhu. Con là con gái của hai người. Đúng vậy, không sai. Con gái ngoan, mau gọi một tiếng mẹ đi. Mẹ, ngoan lắm. Gọi cha đi. Cha, gọi lại lần nữa, gọi đi. Cha, mẹ. Cha, mẹ. Cha, mẹ. Cha, mẹ. Con gái thật là đáng yêu. Lão đại quên xem. Luyện đúng là không tồi. Quên xem kìa lão đại. Để nói không sai chứ. Chính Vĩnh quả đúng là kỳ tài luyện võ. Cho dù chiêu thức khó thế nào, luyện một hai lần cậu ta đều có thể nhớ được ngay. Nếu như cho cậu ta luyện 5 năm, 10 năm thì không phải là có thể bay lên trời rồi sao? Đúng thế. Bây giờ chúng ta đã có Chính Vĩnh là cao thủ võ thuật. Lão đại, đại hội võ lâm năm nay nhất định sẽ đứng đầu. Đến lúc đó, cái gì mà ông phong trại, quỷ đầu trại đều phải cúi đầu với mã trại. Đến mấy tên danh môn chính phái kia, nha môn quan phủ nhìn thấy chúng ta đều phải nhường chúng ta ba phần. Nó cũng đúng. Lão đại, anh nhìn xem thật lợi hại. Nghĩ đến mà bảo thành ta, bao năm nay chiếm núi lập trại, đúng là đã làm không ít chuyện xấu cán tận lương tâm. Tất cả đều là sống như ngày tháng, đau nhiếm máu. Tay cũng đã nhiếm không ít máu tươi của người vô tội. Các người cán tận lương tâm, làm chuyện xấu xa, ông trời có mắt, các người nhất định sẽ bị trừng phạt. Các người sẽ bị báo ứng, nhất định sẽ gặp tai ương. Giống như bây giờ tự nhiên có một đứa con trai, đây nhất định là cơ hội cuối cùng ông trời cho ta. Vì Chính Vĩnh ta phải có lên. Đại ca, huynh đang nghĩ cái gì vậy? Ta quyết định rồi, sẽ không tham gia đại hội võ lâm năm nay. Vì sao vậy? Đây là vì sao? Ta đã từng này tuổi rồi, bây giờ đã có con trai. Trước đây làm không ít chuyện xấu. Vì Chính Vĩnh ta quyết định rửa tay gác kiếm, giải tán huynh đệ trong sân trại. Đại ca, huynh không phải đang nói thật sự đấy chứ? Đúng thế đại ca. Lúc huynh muốn giải tán các huynh đệ dưới kia, đến lúc đó ăn cái gì uống cái gì. Chính vì có đám huynh đệ kia đi theo chúng ta, cho nên ta không thể làm lỡ chuyện của mọi người. Nghe đại ca nói một câu,
để các huynh đệ tìm một công việc an phận thủ thường, đừng tiếp tục giết người thích của nữa, nếu không sẽ gặp báo ứng đấy. Hãy giải tán ngay đi. Đại ca, đại ca nói thật à? Tôi nghĩ chắc là thật đấy. Chị Nhu à, đừng có nhổ hạt linh tinh thế. Một cô nương làm thế thì không đẹp đâu. Nhưng mà vốn con cũng không đẹp nữa mà. Mẹ đã nói là đợi tóc con chải xong rồi thì mới đẹp còn gì. Phải, mẹ giúp con búi tóc cài trăm báo đẹp là vô cùng đẹp luôn. Ý nghĩa của đẹp sao ạ? Chỉ Nhu từ khi đạp đứng chui ra chẳng hiểu biết gì hết. Lớn đến thế này rồi mình cũng không dạy kịp nữa rồi. Thôi kệ, sau này từ từ dạy vậy. Bà nói à, rau tôi đã cắt giúp bà rồi. Sao ở trên sàn lại có nhiều vỏ dưa thế? Cha, hạt dưa ngon lắm mà. Chị Nhu, còn xem kìa. Cha, cha xem. Mẹ cải tóc cho con này có đẹp không hả? Đẹp, đẹp. Con gái ta là đại mỹ nhân. Mẹ cũng nói như vậy, đúng thế. Vậy tôi đi lấy chổi, quét dọn một chút vậy. Chị Nhu, con đừng có nhổ hạt dưa bừa bãi nữa. Con xem, cha phải đi lấy chổi quét nhà rồi kìa. Mẹ, chính vì cha đi lấy chổi con mới phải nhổ thêm tí nữa, thế mới tiện. Con gái cứ tự nhiên như là không ý. Mình nên dạy chị Nhu thế nào bây giờ? Nguy rồi. Thích phách cô ấy theo quả trứng đến trần gian, lại còn biến thành con gái, lại còn chơi đùa ở dưới đó. Giờ phải làm sao đây? Chết mất thôi. Người xem ta như thế này là kiểu gì đây? Thích phách là không cẩn thận bị ngươi nuốt vào bụng, lại không cẩn thận biến thành trứng, thế thì cũng kệ đi. Cô ấy còn lại rơi vào phàm thai. Ta nói ngươi đó, rốt cuộc thì hai người chơi cái trò gì thế không biết? Sao một yêu quái phân thân lại đến trần gian, rồi lại biến thành người con gái chứ? Theo ta thấy lần này thích bái không phải là quá ham chơi, là cô ấy quên mất những chuyện xảy ra trước đó. Thật sao? Xin lỗi, đây là tôi không tốt. Không trách ngươi, không trách ngươi. Chuyện này thì không trách ngươi. Nếu trách thì trách ta vô tâm, trách ta nhất thời là sơ suất, trách cho ta suy nghĩ không thấu đáo. Không được. Bây giờ thích phách đến nhân gian, nhất định là cô ấy quên chuyện tìm cây phất trần rồi. Ta phải giúp cô ấy tìm mới được. Cô không sao chứ? Tham kiến nương nương, người đến đúng lúc quá. Tiểu thần đang muốn tìm người, tại như thế này, ban nãy thích phách âm sai dương rệt, không cẩn thận nên rơi xuống trần gian. Thế nên tiểu thần đang định xuống trần gian tìm cô ấy, xin nương nương yên tâm. Bản tọa lần này đến đây chính là vì chuyện đó. Nói trùng hợp thì cũng không trùng hợp. Cây phất trần mà thích phách làm rơi cũng đã bị biến thành người. Thế nên chuyện này là do thích phách gây ra. Vì vậy ngươi có thể chế phục chỉ có mình thích phách thôi. Đa tạ nương nương đã nhắc nhở, tiểu thần sẽ làm ngay. Bản tọa biết thần thỏ sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này, nhưng mà bản tọa vẫn phải nhắc nhở cô, thần lực của cô vô hiệu với cây phất trần. Bây giờ cách duy nhất chính là đánh thức thiên linh của thích phách, giúp cô ấy hồi phục ký ức, ngăn cản cây phất trần phạm sai lầm. Thì ra là vậy. Và còn nữa, cô phải hành động nhanh. Một khi Ngọc Đế biết chuyện thì bán tọa sẽ khó giấu giếm cho cô và thích phách ấy. Đa tạ nương nương đã nhắc nhở, tiểu thần đã hiểu, tiểu sinh sẽ đi làm ngay. Cắt. Chị Nhu, mau đưa dao thái rau cho mẹ. Mau đưa đi. Chị Nhu, trả cho mẹ. Thôi chết mất. Khó khăn lắm thì mới đến được trần gian. Xém một chút thì bị chém mất rồi. Xém chút là bị chém. Sao dạo này đen đuổi nên thế không biết? Trả lại cho mẹ. Cắt
cắt. Nghe lời ngoan nào, nào đưa cho ta bỏ dao xuống đi, đưa dao cho cha, không đưa, đưa cho cha, không đưa, đưa đây. Ngoan Nhu Nhu, mau đưa cho cha. Thì ra cô ấy không nhìn thấy mình biến thành phàm thai thật là phiền phức. Mau, đưa dao cho cha, đưa đây này. Dao nguy hiểm, không được chơi. Thế không có đồ chơi à? Không có đồ chơi thì cũng không được nghịch dao thái rau. Tôi muốn dạy nó nấu ăn thì nó không hứng thú. Cứ lén trộm dao chạy đi. Ông xem có ngang bướng không cơ chứ. Còn muốn chơi thì cha khắc tượng gỗ cho con nhé. Tượng gỗ hả? Được rồi. Vậy cha có thể khắc con thỏ cho con không? Con thỏ, con thỏ. Nhu Nhu con thích thỏ hả? Con thích con thỏ. Bởi vì thỏ tai nó to to, đuôi của nó ngắn ngắn, khắp người toàn là nó mềm mềm đáng yêu lắm. Được rồi, vậy thì cha sẽ khắc con thỏ cho con, để cho con chơi. Thật gì không cha? Cha tốt quá, cha đối với con tốt nhất đó. Ôi, con buồn ngủ quá, phá phách cả ngày thì đương nhiên là buồn ngủ rồi. Con về phòng ngủ đi. Được rồi, vậy con về phòng ngủ đi nha. Cha, cha sẽ khắc cho con thỏ được chứ. Cha sẽ khắc ngay đây. Được rồi, vậy con đi ngủ đi. Nghỉ đi, nghỉ đi. Đi ngủ đi nào. Xem con kìa, bề ngoài thích phách giống người lớn, nhưng mà trí tuệ thì như là bé gái vậy. Thế này thì mình phải làm sao đây? À có rồi, nếu thích phách muốn cha khắc con thỏ gỗ cho cô ấy thì chỉ bằng mình ẩn vào bên trong tượng gỗ đó để nói chuyện với cô ấy. Quỳnh nói xem, lão đại thật là mau đi theo. Sao lại còn đi theo ta? Đại ca, bọn đệ không đi theo Quỳnh thì bọn đệ đi đâu được đây? Đúng vậy, chúng ta chỉ ít thì cũng phải thua tiền bảo kê tháng này chứ, đúng vậy. Còn thu tiền bảo kê hả? Ta nói cho hai người biết, nếu sau này không rửa tay gắt kiếm, lần sau sẽ bị bụng to, sẽ là các ngươi đấy. Nghe thấy chưa hả? Còn không đi, muốn đợi ta đuổi nữa hả? Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Còn thế nào nữa? Cứ đi theo đại ca rồi nói tiếp. Đi nào. Tất cả đều là hàng mới cả đấy, đảm bảo là ngọt. Đại tỷ, tôi thay tỷ quét nha. Tiền tháng này không phải là tôi đã nộp rồi hay sao? Sao ông lại đến? Tôi không đến thu tiền, tôi chỉ muốn là giúp tỷ quét đường thôi. Việc này Mã Đại Dương đã giúp tôi quét đường rồi. Ôi trời ơi, Mã Đại Dương, tôi cầu xin ông, tôi xin ông đấy. Ông bảo tôi làm gì cũng nghe hết đó. Ông hãy tha cho tôi đi. Tha cho tôi, đúng là hiểu lầm rồi. Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, sơn trại cũng đã giải tán rồi. Không không, không thể nào đâu. Ông, sao ông có thể nói là không làm, là không làm được? Mã Mã, Mã Đại Dương, ông rốt cuộc là ông muốn gì? Ở trong nhà, đồ trong nhà, ông muốn lấy cái gì thì cứ lấy đi. Chuyện ông muốn giúp tôi quét đường thì tôi không thể tin nổi đâu. Mã Đại Dương, là tôi cầu xin ông đấy. Mã Đại Dương, phát bệnh thần kinh gì không biết nữa. Đúng là cái loại lừa đảo kiểu mới đấy. Đầu tiên là quét nhà, sau đó lại thu tiền của chúng ta. Cái kiểu luôn đó. Hay là chúng ta thử xem có phải là ông ta đã thực sự cải tạo quy chính rồi hay không. Ông muốn thử thì cẩn thận rước quả vào thân đấy. Tôi thử rồi chạy luôn. Các ông phải giúp tôi đấy nhé. Quỳnh đệ, người... Cảm ơn nha. Lão đại, tại sao vừa rất ngọt? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Chúng ta sau này ăn cám rồi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Má Bảo Thành, ngươi làm cái trò gì vậy? Thưa bà con, Mã Mổ quả thật không làm trò gì cả. Tôi đã rửa tay gác kiếm, hy vọng là mọi người hãy cho tôi một cơ hội chuộc tội. Giáo biện, ngày trước lúc nào cũng áp bức bóc lột chúng tôi, giờ ông thật sự thay đổi rồi hay sao? Trước đây quả thật là tôi đã không làm ít việc xấu. Nếu không thì như này. Thưa bà con, sơn trại của tôi vẫn còn nhiều tiền và lương thực. Tôi sẽ trả hết những thứ đó cho mọi người, coi như là tôi chuộc tội, có được không hả?
thật hay giả đây? Ông nói xem là thật hay giả nhỉ? Theo tôi thấy nhất định cũng chả còn sống sót bao nhiêu nữa đâu. Ông bớt giả bộ tử tế đi. Đúng đấy, thương thay cho cha tôi hơn 60 tuổi rồi, bị ông ta dùng côn đánh què một chân, đến bây giờ còn phải chống nạn. Ông nói xem món nợ này tính làm sao đây? Đúng rồi, nói rõ ràng đi. Đúng đây, đúng rồi, bồi thường cho mấy đi. Nếu được thì mọi người đã nói như vậy. Mọi người đã nói thế thì tôi sẽ để cho mọi người đánh lại tôi, có được không hả? Đánh thật sao? Được rồi. Được, là ông nói đấy nha. Đến lúc đó nếu ông còn dám đánh trả tất cả chúng tôi đây, không tin không đánh nổi một mình ông đâu. Phải, đúng rồi. Đúng đấy, đánh hắn đi. Yên tâm, tôi sẽ ở đây. Tôi tuyệt đối là không đánh trả đâu. Đến đi. Được, hôm nay tôi sẽ báo thù cho cha tôi. Đúng. Lần này đã được chưa? Xem ra ông vẫn thật là muốn trả nợ. Bà con ơi, nếu ông ta đã muốn trả nợ thì chúng ta hãy cho ông ta biết ông ta nợ bao nhiêu người ở trong thôn ta. Đúng. Đánh nè, đánh chết hắn. Đánh đi. Xin lỗi Mã Mổ, thật đã từng làm nhiều việc sai trái. Hy vọng là một người đánh xong có thể tha thứ cho Mã Mổ. Đánh chết hắn đi. Tránh ra hết. Nhìn tay lại cho ta. Cha không sao chứ? Có cần con tìm đại phu không? Không sao. Đám nhà quê của các người đều ra tay mạnh như vậy là bị thương cha ta. Ta sẽ lấy mạng ngươi. Chính Dĩnh, đừng làm chuyện sai trái nữa. Cha, người không sao chứ? Cha. Cha chịu được không? Con đã dặn người hầu đi đun thuốc cho cha rồi, lát nữa uống thuốc xong sẽ không đau nữa. Con ngoan, cảm ơn con. Cha nói với con kiểu như thế làm gì chứ? Con là con của cha mà. Cha không cần phải khách sáo với con, chính là vì cha có đứa con trai ngoan như con, thế nên mới hiểu. Vì thế trước đây cha đã sai lầm rồi. Nhưng mà cha, con không hiểu sao đột nhiên cha lại rửa tay gắt kiếm, hơn nữa lại giải tán nữa. Toàn bộ sơn trại này, Chính Dĩnh à, nếu cha còn không hối cải, tích thêm tội lỗi, e rằng sẽ càng nhiều sự trừng phạt của ông trời. Đợi cha, con là con trai ngoan của cha. Cha không muốn là có chuyện gì bất trắc xảy ra. Cha nói sự trừng phạt của ông trời đó rốt cuộc là ý gì vậy? Cái này thì con không cần phải hỏi. Cái này cũng không nói, cái kia cũng không nói. Cha hãy nói cho con đi. Cha chỉ muốn để cho con hiểu những chuyện làm hại trời đất chúng ta không thể làm nữa. Con biết chưa? Con nghe thấy chưa hả? Con nghe rồi. Thế mới là con ngoan của cha. Cha, đúng rồi. Mẹ đâu? Sao con không nhớ được trông mẹ như thế nào? Chính Dĩnh à, ban nãy thì cha có nói đến sự trừng phạt của ông trời, có đúng không? Có thể đây chính là sự trừng phạt của ông trời. Lúc con còn nhỏ, mẹ sinh con ra rồi mất đi. Là cha nuôi con lớn, chẳng ai ngờ con mắc bệnh hiểm nghèo. Đại phu nói não của con bị hỏng, thế nên con không nhớ được gì cả. Thì ra là như thế. Thế thì con phải thắp cho mẹ nén nhang ở trên phần mộ chứ nhỉ? Đúng rồi cha, mộ của mẹ ở đâu?
Mẹ có con là người không thích gò bó, tự do tự tại. Trước lúc lâm chung, bà ấy giao con cho ta. Sau khi bà ấy chết thì rắc cho cốt xuống sông xuống biển. Thế nên cha không lập bài vị cho bà ấy. Thế làm sao được? Vậy lúc con trai bái tế mẹ thì phải làm sao? Không được rồi, con phải lập bài vị cho mẹ. Đúng rồi, cha mẹ tên là gì? Cha, cha không sao chứ? Cha có cần gọi đại phu không hả? Con trai à, không cần đâu. Con để cho cha nghỉ ngơi một lát thì không sao đâu. Đám nhà quê thôn giả đó, ai cũng ra tay giả mang. Lần tới còn phải bắt từng tên quỳ trước mặt cha xin lỗi. Đủ rồi, tuyệt đối là không được làm như vậy. Nhưng mà cha, bọn họ quá là đáng ghét. Bọn họ có quá đáng đi nữa, cha cũng không cần con gây chuyện. Đây là hình phạt cha đáng phải nhận. Đúng rồi, con cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một công việc chân chính. Tìm việc. Thật là ngon quá. Con phải ăn từ từ thôi. Xem con khắp miệng toàn là mọi người cười cho đấy. Ngon lắm à. Xem bộ dạng cô ấy ăn là biết ngay cô ấy ăn rất ngon miệng. Nào chỉ chu, để Tùng Vũ Quynh múc cho Mùi một bát canh. Thời tiết lạnh này phải uống một chút canh cho ấm bụng. Mẹ, món canh này thơm quá. Từ từ thôi Nhu Nhu. Ngon quá. Đúng rồi, chuyện làm ăn đó làm như thế nào rồi? Có lão đệ giúp, làm gì có chuyện không làm được chứ. Đúng vậy bác Giang, tiền đặt của cha cháu đã thu lại rồi. Tốt quá. Nhà mình không phải còn chút lão bạch cán sao? Mau mang ra đây, ta phải uống với lão Quỳnh vài ly để chúc mừng. Được, ta đi lấy đây. Em dâu không cần phiền nữa. Rượu không thể uống tiếp được nữa rồi. Sao lại không uống nữa? Nhà ta còn có chút gì, sáng sớm mai phải đi rồi. Nếu tiếp tục uống, ngày mai sẽ ngủ đến chiều mất. Quỳnh ấy, hai Quỳnh đệ chúng ta kết nghĩa đã hơn 20 năm. Quỳnh và cháu đã đến nhà đệ, Quỳnh cũng phải uống cùng đệ vài ly chứ. Bắc Giang, để lần sau đi à? Để lần sau đến, cháu nhất định sẽ từ nhà mang đến một bình rượu nếp để bác và cha cháu sang một bữa. Được, được. Vì câu nói này của cháu, để sẽ tha cho huynh lần này. Tiểu tử con đã khiến cha mất mặt rồi. Bộ mặt này là để cho con đấy nhé. Rượu đó phải để người già uống. Sao vậy à? Mấy ngày nay đều thấy Quynh ho như vậy. Không sao đâu, bệnh lâu năm rồi mà. Cha từ từ thôi à, từ từ thôi. Đúng là không thể để Quynh ấy uống rượu rồi. Đúng vậy, đúng vậy, để lần sau đi, nhất định lần sau. Cha, con thỏ cha khắc cho con. Đã khắc xong chưa à? Xong rồi, xong rồi. Thỏ đã làm xong rồi. Đây rồi. Con thỏ này đáng yêu quá. Con có thích không? Thích lắm à. Đây là cha con, trước bữa ăn đã dội vàng làm cho xong cho con đó. Nhu Nhu nghe lời, sau này có con thỏ này rồi, con sẽ không nhàn rỗi mà cầm dao chơi nữa. Con biết rồi ạ, cảm ơn cha. Thỏ con à, ta sẽ mang ngươi đến thăm nhà mới của ta, có được không? Vậy con đi đây à. Xem con gái vui chưa kìa. Nào, mời. Nào nào, ăn cơm đi. Ăn cơm. Lưu Phong Thối, ngươi mang ta đi đâu vậy? Mau thả ta ra. Hồ Ly, chúng ta an toàn rồi. Bây giờ có thể về nhà rồi. Sau khi về nhà, cho ngươi ăn, nuôi ngươi béo tốt. Tốt quá. Phu thê giao bái.
ngồi đi, nào. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ mở khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu, nàng có làm nhầm không vậy? Nàng ít nhất cũng để ta vén khăn trùm đầu lên chứ. Dù gì chúng ta không phải là vợ chồng giả sao? Vén cái gì chứ? Đã hết thật rồi. Hết rồi. Cái này thật ngon. Ngon lắm. Ngon lắm, nghĩ một chút. Nhân duyên của hai bọn họ đã sớm được an bài rồi. Nhất định là một kiếp nạn. Một kiếp nạn mà. Thỏ con à, còn một thanh cuối cùng là nhà của ngươi xong rồi. Thế nào, sau này ngươi sẽ có phòng để ở rồi đó. Ngôi nhà xấu quá, ngôi nhà thật là lạnh lẽo. Ai đang nói gì vậy? Chính là tôi đang nói chuyện với cô đấy. Thỏ à, thỏ con, ngươi biết nói chuyện à? Cha ta thật là giỏi quá, khác cha con thỏ còn biết nói chuyện nữa. Bây giờ không phải là con thỏ gỗ đang nói chuyện với cô, ta là thần thỏ. Thần thỏ? Thần thỏ? Thỏ tinh không phải sẽ trở thành thần thỏ sao? Ta biết rồi, thần thỏ có phải là con thỏ to thế này không? Chuyện này nói ra dài lắm. Chi bằng để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. Thế nào? Được đấy, ta thích nghe chuyện nhất. Ngươi mau kể cho ta nghe đi. Vậy cô nghe nhé. Thực ra cô không phải là Giang Chỉ Nhu. Thân phận thực sự của cô là con gái thứ 9 của yêu giới Bạch Đại Dương. Nghiêm túc mà nói, cô cũng không phải là cửu công chúa. Cô là phân thân của cửu công chúa. Cô là thích phách phân thân của con gái Hồ Dương. Nói tóm lại, lần này cô đã hạ phàm là có một chuyện vô cùng quan trọng. Con thỏ to này, ngươi đang nói cái gì vậy? Ta nghe một câu cũng không hiểu. Chuyện này dù gì thì cô nghe không hiểu cũng không vấn đề gì. Nhưng cô phải nhớ kỹ một điều. Mỗi một chuyện tôi nói với cô đều phải đi hoàn thành từng chuyện một. Cô biết chưa? Ta cảm thấy con thỏ nhà ngươi thật là nhiều chuyện. Cô nói chuyện có thể tôn trọng, có thể cho một chút lễ phép vào trong đó không? Ta nói cho cô biết, ta là thần tiên, không phải là thỏ. Nhưng mà cô phải hiểu, bây giờ cây phất trần đã đến trần gian rồi. Nếu như không kịp thời tìm thấy sẽ dẫn đến một tai họa. Bước đầu tiên là mở thiên linh cái của cô ra. Thiên linh cái là cái gì vậy? Ở đâu làm sao có thể mở ra được? Thực ra rất đơn giản. Cô chỉ cần để chớp đánh trên đầu cô một chút là được rồi. Sét đánh trên đầu. Vậy không phải là sẽ rất đau sao? Ta không muốn bị đánh đâu. Không đau đâu. Cô đừng lo. Chỉ là một chút pháp thuật nhỏ thôi. Tôi sẽ tính hết giúp cô rồi. Ngày mai cô chỉ cần ra khỏi cửa, đi lên trên đỉnh núi. Trên đỉnh có núi, có chớp, có sét, sẽ đánh lên đầu cô. Thì linh cai của cô sẽ được mở rồi. Tất cả đều có thể rồi. Không được. Cha mẹ ta nói với ta, ta không được tự ý ra ngoài. Ta phải ngoan ngoãn ở trong nhà. Nói vô ích rồi. Được rồi, tôi nói gì cũng không được. Vậy thì tôi sẽ đem chuyện tôi nói với cô, nói tất cả cho cha mẹ cô biết, để họ đưa cô ra khỏi nhà. Như vậy đã được chưa? Được chưa hả? Chuyện nhỏ này cô làm được rồi chứ? Con nói con phải để sét đánh mới có thể mở được thiên linh cai, tìm lại ký ức. Đúng vậy. Đúng. Con nói con là hồ ly tinh Úc.
là thuyết pháp của em út hồ ly tinh. Lạ thật, con không bị sốt chứ? Có phải là con nằm mơ gặp ác mộng rồi không? Cái gì mà ác mộng à? Là con nghe con thỏ gỗ mà cha làm cho con đó. Thỏ à? Thỏ gỗ còn biết nói chuyện. Được rồi, con nhất định là gặp ác mộng rồi. Mộng là không tin được đâu. Con biết chưa? Ngoan, mau về phòng ngủ đi con. Ngủ ngon rồi sẽ không sao nữa đâu. Nghe lời ngoan, mau đi con. Về ngủ đi nhé. Nghỉ ngơi đi rồi sẽ không sao đâu. Vậy con đi đây ạ. Đi đi. Đứa trẻ này nói chuyện thật là thú vị. Đúng vậy, đồng ngôn vô kỵ. Đồng ngôn vô kỵ mà. Nào nào, chúng ta uống trà đi. Mời ngồi. Cô nói bọn họ thật sự thấy kỳ lạ sao? Sao lại không có ai tin lời cô? Đúng vậy, phải làm sao đây? Bây giờ tôi cũng không còn cách gì. Chúng ta quay về trước, từ từ nghĩ xem còn cách gì không. Được rồi. Bà chủ à, thực sự cái gì tôi cũng làm được hết. Đi đi, đi ra cho tôi. Tôi nói anh cút đi cho tôi. Chạy xung quanh làm việc giặt thì không được sao? Không phải nói rõ cho anh rồi sao? Rõ ràng là một thanh niên. Xem này, lại bạc hết cả đầu thế này. Khách không biết còn tưởng anh là yêu quái từ đâu đến đây. Đi đi, ở đây chúng tôi không cần anh đâu. Anh đi ngay cho tôi. Đi ngay đi. Bà chủ à, đi đi. Bà chủ, bà chủ, đi đi. Mã Bảo Thành không làm thổ phỉ thì hắn ta còn làm gì được? Đúng vậy, bà già đáng chết này. Uống đi. Được rồi. Đây không phải là chính Vĩnh sao? Sao lại là hai người? Nửa đêm anh đi đâu làm gì vậy? Hai người làm gì vậy? Uống rượu. Vậy cùng đi nào. Đi thôi. Đi, hết rượu rồi. Đi thôi, đi mua tiếp. Thật là. Được, đi thôi, chúng ta phải uống thật vui vẻ. Đúng vậy, không sai không về. Nào. Chính Vĩnh, anh không sao chứ? Không sao. Chính Vĩnh à, anh chỉ uống mà không ăn. Thật không giống người không có chuyện gì. Tôi thật sự không hiểu. Tôi trừ việc tóc trắng cả đầu ra, những chỗ khác của tôi có gì không giống với người ta chứ? Tại sao ai gặp tôi cũng vừa la vừa đánh? Bây giờ tôi ngay cả một công việc đều không tìm được. Anh nói xem, chỉ dựa vào bề ngoài của một người có thể xác định người đó là tốt hay xấu, làm việc chăm chỉ không? Chính Vĩnh, tôi biết anh đang buồn. Nhưng anh biết không, hai huynh đệ chúng tôi không phải không thế. Uống đi, uống rượu đi. Uống đi. Câu này của anh có ý gì vậy? Hai chúng tôi lúc đó, lúc cùng cha anh chiếm núi làm vua, tỏa sáng bao nhiêu. Mỗi ngày đều ăn uống ngon lành. Ai gặp chúng tôi đều khom lưng cúi đầu. Anh xem, bây giờ lúc đó chỉ có chúng tôi bắt nạt người khác. Làm gì đến lượt người khác bắt nạt chúng tôi? Đừng nhắc nữa, chuyện gì đã qua rồi thì thôi. Lúc đó cha tỏa sáng như vậy, sao lại giải tán sơn trại và các anh em, khiến các anh phải uống gió tây bắc? Hơn nữa cha cứ nói cái gì mà trời phạt, trời phạt. Chuyện trời phạt này rốt cuộc là gì vậy? Tôi hỏi ông ấy cũng không trả lời. Làm sao đây? Đừng nói chuyện đó cho người khác biết. Anh ta lại hỏi thì làm sao? Chuyện này cho dù có đánh chết chúng ta cũng không được nói. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Có gì không thể nói cho tôi biết sao? Chuyện này anh đừng hỏi nữa. Không liên quan đến anh đâu. Nào nào, uống rượu đi. Nào, tóm lại sau khi cha anh rửa tay cắt kiếm, cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng. Dù thế nào tôi cũng không thể thấy cha tôi bị người khác bắt nạt được. Tóm lại, tôi đã hạ quyết tâm rồi. Chính Vĩnh, anh có ý gì vậy? Người khác cho tôi 3 phân, tôi sẽ phải trả lại 1 thước. Người khác bắt nạt tôi 3 phân, tôi nhất định sẽ trả lại 1 trượng. Cho dù lúc trước khi cha tôi còn trẻ đã làm sai chuyện gì, nhưng mà bây giờ ông ta đã thay đổi rồi. Tại sao bọn thôn dân đó lại không cho tôi một cơ hội? Tôi thấy chúng ta phải dứt khoát, phải gây dựng lại sơn trại từ đầu, đưa tất cả các huynh đệ đã giải tán đều quay trở về. Nhưng mà đại ca sẽ đồng ý với anh sao? Có đồng ý không hả? Cho dù ta không thể thấy cha ta bị người khác bắt nạt, ông ấy không đồng ý thì thôi, sơn tử này sẽ do ta đứng đầu. Được,
Nào uống đi, uống rượu nào. Nào ăn đi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào mình uống nhiều quá rồi? Chính diện anh sao vậy? Chốc mặt à? Mau tránh ra đi. Chính diện, anh đã cứu chúng tôi đó. Nhưng mà sao anh biết thanh gỗ này sẽ rơi xuống? Tôi cũng không biết nữa. Trong lúc tôi đang mơ hồ, dường như nhìn thấy thứ gì đó liền. Đây chính là khả năng tiên tri. Chính Dĩnh, anh quả nhiên không phải là người bình thường. Chính Dĩnh, võ nghệ của anh hơn người. Hơn nữa, anh có khả năng tiên tri. Vậy chúng ta chuyện phục hưng Phong Mã Trại lại càng dễ dàng rồi. Được, về sáng sớm mai chúng ta sẽ đến nói với cha ta. Hai người phụ trách kêu gọi các anh em quay lại. Chúng ta sẽ làm nên sự nghiệp một lần, để cho những kẻ thôn dân khinh thường chúng ta biết được sự lợi hại của chúng ta. Được, chắc chắn rồi. Năm đó cha ta cũng quát tháo một vùng, bây giờ bị rơi vào tình cảnh bi thảm như bây giờ. Nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, cho dù cha ta đã mất đi bao nhiêu, con trai sẽ giúp cha lấy lại. Chính Dĩnh à, cha. Chính Dĩnh, cha không dưỡng thương sao? Sao cha lại vậy? Cha không yên tâm về con. Đúng rồi, hôm qua công việc con đã tìm được chưa? Công việc con đã tìm được rồi à? Chỉ là ở hơi xa thôi à? Ở thôn bên cạnh. Thôn bên cạnh cũng đều tại cha, thanh danh bừa bãi. Tìm việc con cũng phải sang thôn bên cạnh. Cha, không sao. Tìm một công việc thật không dễ dàng, con phải biết trân trọng. Chỉ cần chúng ta làm việc chính đáng ngay thẳng, cha tin bọn họ sẽ tha thứ cho chúng ta. Cha thật thấy vui cho con. Cha, vì ngày mai con bắt đầu phải đi làm rồi. Cha ở một mình phải tự bảo trọng đấy. Xem đứa con ngốc này, cha vẫn chưa già đâu, sẽ tự chăm sóc cho mình được mà. Hãy nhớ tâm phải thiện, làm việc thật tốt. Vâng ạ. À, cha hãy đợi, con nhất định sẽ khiến cha nở mày nở mặt. Mau lên. Đi, chúng ta lên. Đứng lại. Đứng lại. Các người đứng lại cho ta. Nếu còn muốn mạng sống, hãy đưa tiền cho chúng ta. Đại gia, hai cho con chúng tôi chỉ có chút tiền mọn, chỉ mang có vài bộ quần áo rách. Các vị đại gia, xin hãy giơ cao đánh khẽ cho chúng tôi đi đi. Đưa đây. Không có thứ gì. Hãy mở lớp ở dưới cùng những bộ quần áo ra. Bên trong nhất định có giấy tờ. Quả nhiên là có. Chính Dĩnh, vẫn là anh lợi hại. Bỏ ra. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng. Mấy người các người, rượu mừng không uống, lại uống rượu phạt. Xem ra lão già này thật sự giấu kỹ, không để lộ ra.
lục tiếp đi. Người nhất định là một tên giàu có, giả vờ nghèo khổ. Tôi cho rằng như vậy sẽ an toàn. Xem này, vị đại tỷ này, đừng nói chúng tôi không biết đạo nghĩa. Trong giày của cô có giấu mấy lá vàng để lại cho các người làm lộ phí về nhà. Chúng ta đi thôi, đi. Nào nào, cho ta một ít, cho tôi xem với. Được rồi, đừng tiễn nữa, đến đây thôi. Được rồi, Giang lão đệ, để đừng tiễn nữa. Huynh xem Huynh kìa, không sao đâu. Khó khăn lắm, hai người mới tới, cũng không có gì để chiêu đãi. Chỗ bánh phụ dung này, hai người cầm đi trên đường ăn. Hai cha con Huynh ở nhà đệ đã rất ngại rồi, sao có thể mang bánh phụ dung theo. Để nói với Huynh này, tuy chúng ta đã là bạn hơn 20 năm, Huynh đừng khách khí. Nào Tùng Vũ, mang đi trên đường ăn. Đa tạ bác Giang. Bác Giang, đã làm phiền bác rồi, bác quay về đi à. Bác về trước đi, được, về hai người thượng lộ bình an. Được, mọi người bảo trọng, bảo trọng. Mau tránh ra, tránh ra, tránh ra. Không muốn sống hả, tránh ra, tránh ra. Các người hãy mau mang tiền ra đây. Mang tiền ra đây. Mang tiền ra đây, đứng lại, cướp. Các người muốn làm gì? Với thanh thiên bạch nhật cũng dám cướp bóc. Các người còn có dương pháp không? Dương pháp, trong mắt chúng ta chỉ có tiền thôi, không có dương pháp. Mang tiền ra đây. Đại ca, chúng tôi chỉ có cướp thôi. Nguyên mang tiền đến cho chúng tôi để tránh nỗi đau thể xác, có đúng không? Các vị à, cha, nếu các vị không chê, hãy cầm chỗ bạc này đi. Một chút bạc dụng này mà dám đuổi mấy huynh đệ chúng ta đi sao? Trong tay nải của người còn có mấy chục đồng bạc, lấy ra đây cho ta. Cha, Bắc Giang, hai người lui lại đi. Băng sơn tặc các người, hãy để Quách Tùng Vũ ta đến dạy dỗ các người. Chính Dĩnh, tên này là một người luyện võ công, để ta đến chơi cùng ngươi nhé. Hay lắm đại ca, hay lắm đại ca, đại ca hay lắm. Công phu của ngươi không tồi, tại sao không đi làm chuyện làm ăn chính đáng, lại đi làm sơn tặc? Ngươi đã biết sự lợi hại của ta, hãy ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng đi. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi nằm mơ đi. Đánh hắn đi đại ca. Huynh làm gì vậy? Tùng Vũ không phải là đối thủ của hắn, huynh đến giúp nó. Cha, Quách đại ca, cha không sao chứ? Vẫn ổn. Để thấy hay là huynh hãy đến nhà đệ tránh tạm đã. Tùng Vũ sắp không ổn rồi, hãy mau đi gọi người đến giúp. Được à? Quách đại ca, đau, đau quá. Thuốc? Không có, không có thuốc. Quách đại ca, Quách đại ca. Tùng Vũ, mau đến xem cha cháu đi. Các huynh đệ, có, chúng ta đi. Đi. Cha, cha ơi. Cha, cha. Nhiều báo vật thế này. Chính Dĩnh à, anh quả đúng là cha mẹ tái sinh của chúng tôi. Kẻ ngốc này thật sự rất cảm động. Xin hãy giận với tôi một lại. Người nói ngươi là đồ ngốc. Vậy ngươi cảm động cái gì? Tôi có thể không cảm động sao? Nếu nói dơ dét của cải, Chính Dĩnh so với cha cậu ấy gọi là chỉ hơn chứ không kém. Vậy ngươi còn gọi là Chính Dĩnh sao? Mau đổi đi. Vậy gọi là gì?
nên gọi là chính Vĩnh Lão Đại. Đúng đúng, Vĩnh Lão Đại, Vĩnh Lão Đại vạn tuế, Vĩnh Lão Đại vạn tuế. Anh xem đi à. Đại ca, anh xem đi. Mời xem à. Đại ca, anh xem đi à. Đây là cái gì tôi không cần. Vì đại ca này, anh xem đi à. Đừng làm phiền tôi, đừng làm phiền, tránh ra. Các anh xem đi à. Sao hôm nay nhiều rác thế nhỉ? Quét mãi không xong. Mời xem một chút. Mời xem một chút à. Xin mời ạ. Đại ca, anh xem đi ạ. Đợi chút. Chàng trai à, thì ra rác đầy đường đều do cậu gây ra. Đang phát cái gì vậy? Có thể cho tôi xem không? Ông xem đi. Đối phó sơn tặc. Đối phó sơn tặc à? Đúng vậy lão bá. Thôn nhỏ của chúng tôi quá hẻo lắm, không có sự bảo hộ của quan phủ, cho nên chúng tôi càng phải tự cứu lấy mình, tổ chức các thôn dân để đối phó sơn tặc. Nói thật với cậu, tôi đã từng là sơn tặc đại dương. Trước đây ông đã từng là sơn đại dương. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Lão phu sớm đã rửa tay không làm nữa rồi. Ngay cả sơn trại cũng giải tán rồi. Đơn này cậu đừng đi phát nữa. Làm gì có sơn tặc ở đây. Lão bá, tôi thấy ông chắc hồ đồ rồi. Mấy ngày này những tên sơn tặc đó đã hại chết cha tôi. Nếu không tôi làm sao nghĩ đến tổ chức thôn dân, triệu triệu lực lượng mọi người để cùng nhau đuổi sơn tặc chứ. Chàng trai à, hại chết cha cháu cũng không chắc là sơn tặc đâu. Không thể nào. Bọn sơn tặc trong mắt không có ai đó, là kẻ thù giết chết cha tôi. Làm sao tôi có thể nhìn lầm được. Vậy được, cậu hãy nói đi. Mặt mũi tên sơn tặc đó trông như thế nào? Có đặc điểm gì không? Mặt mũi tên sơn tặc đó tuy tuổi còn trẻ nhưng lại bạc hết cả đầu. Chỗ tóc này chính là hôm đó tôi giao đấu với hắn nhổ được. Nhưng mà hắn võ công cao cường, tuy tôi có luyện vài năm công phu nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tuổi còn trẻ nhưng lại bạc trắng đầu, lẽ nào là Chính Vĩnh? Không, không thể nào. Chính Vĩnh nói nó phải đến thôn bên làm việc, không thể nào là nó được. Chính Vĩnh nó sẽ không lừa mình đâu. Mình nên tin nó mới phải chứ. Nhưng mà các ngươi không biết Vĩnh Lão Đại anh ta lợi hại như thế nào đâu. Một mình anh ta có thể đánh được tất cả lưu manh côn đồ. Anh nói một mình Vĩnh Lão Đại đánh bại tất cả bọn họ? Đương nhiên rồi. Các người biết không, những tên lưu manh côn đồ đó tên nào cũng cao to dạm dỡ. Vĩnh Lão Đại quá thật không có đối thủ, làm ta đứng xem mà há hốc miệng. Vĩnh Lão Đại, đi đi uống rượu đi thôi. Đồ ngốc mua rượu, ta mua thịt. Rượu thịt đã đầy đủ rồi. Đến đây. Nhiều thế này, Vĩnh Lão Đại. Đợi sau khi chúng ta cơm ngon rượu say, chúng ta sẽ đi làm một chuyến lớn, có phải không? Được, đúng vậy, là một chuyến lớn. Lần này chúng ta làm càng ngày càng lớn, để những thôn dân đó biết sự lợi hại của chúng ta. Vĩnh Lão Đại uy vũ. Vĩnh Lão Đại uy vũ. Vĩnh Lão Đại uy vũ. Sao vậy? Các ngươi thế là thế nào hả? Sao vậy? Tên súc sinh này. Cha, ta bảo các ngươi từ bỏ, sao các ngươi còn giở thủ đoạn này?
Sao vậy? Lúc ta nói thì không nghe thấy hả? Không được làm nữa. Còn có tên tiểu tử thối nhà ngươi nữa. Ta bảo ngươi phải làm việc thiện, đường đường chính chính tìm một công việc. Ngươi xem ngươi đã làm những chuyện xấu xa thế nào. Cha, con làm như thế không phải là không muốn thấy cha bị người khác ức hiếp, bị người ta xem thường hay sao? Im miệng, không ai ăn hiếp được cha con đâu. Ta đây có tội ắt phải chịu phạt. Còn con chỉ biết ăn mà lười biếng không làm việc thì làm mình như thế nào tìm một việc chân chính được chứ? Chỉ toàn là lấy lý do. Con ấy, ta đã uống phí niềm tin của ta đối với con rồi. Thật là cho ta thất vọng quá đi. Cha của con đã làm đại dương núi này đã hơn 20 năm nay rồi. Chuyện xấu gì cũng đã từng làm qua hết rồi. Chính là vì đã làm quá nhiều việc xấu nên mới bị trời phạt đấy. Ta nói cho con biết, bây giờ con sửa sai vẫn còn kịp mà. Ta không muốn con cái của con sau này cũng giống như là con đâu. Cha, cha nói gì vậy? Gì mà trời phạt chứ? Tại sao ta không biết gì cả? Con trai, ta không phải là không muốn nói cho con biết. Ta cũng có nỗi khổ riêng mà. Nói tóm lại, vết xe đổ ngày trước của cha, con đừng có phạm sai lầm một lần nữa. Hãy rửa tay gác kiếm đi. Không cha, con khó khăn lắm mới làm nên được sự nghiệp này. Bây giờ thì làm sao mà có thể nói thôi là thôi được đâu. Cha không cho con làm chuyện gì cũng được, nhưng đừng có quản con. Chuyện làm sơn tặc, ngươi nghĩ là cầm đầu mấy cái tên tiểu tử này cướp được mấy đống tiền là làm nên sự nghiệp rồi à? Ta nói cho con biết, hôm nay bất luận như thế nào phải làm theo lời ta, không được phép hại người. Không, trước giờ con luôn kính trọng cha, nhưng sao cha không thấu hiểu tấm lòng của con? Tại sao cứ phải cấm đón con mình chứ? Dựa vào cái gì? Dựa vào là cha của ngươi, bắt buộc phải giải tán ngay sơn trại. Bây giờ cha không có tư cách để ra lệnh cho con. Ở đây trại chủ chạy ngựa điên là con, không phải cha. Một khốn nạn. Vĩnh Nhi, cha, con trai. Vĩnh Đại ca, con trai, cha chỉ muốn tốt cho con thôi. Đại ca, chính Vĩnh làm như vậy cũng là xuất phát từ một lòng hiếu thuận mà thôi. Không thì như thế này, Quynh cỡ lại đây để tìm đại ca. Bọn đệ sẽ hầu hạ Quynh. Đúng rồi đó đại ca à, Quynh đừng có đi làm cái việc quét dọn đó nữa. Quynh ở đây tiếp tục hưởng an nhàn không tốt hơn sao? Phải vậy không đại ca? Quét đường như vậy chắc giả lắm đó. Đúng vậy đại ca, đủ rồi đừng có nói nữa. Việc này thì các người cứ tự lo một mình đi. Đại ca, việc này, đại ca, việc này, xin mời xem thử ạ. Mời xem một chút. Hãy gia nhập với chúng tôi, bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Cái gì thế? Nghĩa Dũng Quân. Đại ca đã về, mọi người chuẩn bị đi. Tối nay có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì cả? Tối nay chúng ta xuống núi bắt một người để tính sổ. Đi tính sổ là sao? Việc này, Vĩnh đại ca, ý của Quynh là chúng ta không phải giải tán nữa sao? Sao lại phải giải tán chứ? Chúng ta phải tìm một người tên là Quách Tùng Vũ. Hắn đang tổ chức tập hợp dân chúng để đối phó lại chúng ta. Ta thấy việc ta làm sơn trại đảm bảo là do chính là hắn đi nói với cha ta. Nếu chuyện này mà không làm được thì ta không phải làm họ Mã. Các anh em có tất cả đi thôi, đi. Cứu tôi với. Lão gia ơi, nhà tôi không có còn đồ đạc gì nữa rồi. Lão gia, đừng lấy mà. Lão gia, đại gia ơi, tôi xin ngài, cái này không thể lấy đi được. Trời ơi, xin tha mạng. Nói, Quách Tùng Vũ đang ở đâu? Tôi không biết nữa. Không biết thì còn giả vờ nữa hả? Cha ơi cha, cha không sao chứ cha? Các người nghe cho rõ đây, mau nói cho ta biết Quách Tùng Vũ đang ở đâu. Người, tôi sao? Còn không mau lại đây. Nói, ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết là Quách Tùng Vũ đang ở đâu. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Lão gia tha mạng. Tài hạ quả thật là không biết. Không biết thật sao? Vậy thì đừng trách ta. Tôi biết. Còn không mau nói xem.
Quỳnh ấy đang ở nhà Khương Hồng. Nhà Khương Hồng. Các anh em có. Chúng ta đến nhà Khương Hồng. Rõ, đi. Đi thôi. Đi theo mau, đi. Mau lên. Các anh em nhanh lên. Mau lên một chút. Ở bên này. Để hết đồ ở đây. Chút nữa Khương đi tiếp. Nào, mau lên. Quách Tùng Vũ, ta biết là ngươi đang ở trong đó. Mau ra đây cho ta. Ra đây mau lên. Quá ra là ngươi. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi lại tự đến trước cửa. Quách Tùng Vũ, ngươi dám mách cha ta, lại dám tập hợp hội để đối phó với ta. Ngươi thật to gan. Các người đều là lũ tàn ác vô nhân đạo, ai ai cũng căm ghét. Ngươi nói đúng đấy. Có điều ai cũng tham sống sợ chết. Việc ngươi tập hợp nghĩa dũng quân vốn chẳng có ai để tâm đâu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ một mình ngươi thì có thể tiêu diệt trại ngựa điên bọn ta sao? Phải đấy. Dựa vào ngươi ấy à? Ta nói cho ngươi biết, muốn bắt giặc thì phải bắt Dương trước đã. Hôm nay ngươi đã tự dẫn xác tới đây thì ta sẽ giết ngươi báo thù cho cha ta. Lên. Đám sơn tặc này sao lại tìm đến Tùng Vũ chứ? Nó đánh lại được sơn tặc Đại Dương sao? Đúng rồi, nhất định là không được để cho đám sơn tặc đó đánh thương Tùng Vũ. Tôi phải đi giúp nó. Ông ngốc quá, đi giúp được gì? Quách đại ca chỉ có mỗi một con là nó thôi. Tôi không thể đứng đó nhìn thương được. Không được, bà trông chừng con gái không được để ra ngoài. Cha, sao con lại ra đây? Không ở trong phòng ngủ, chạy ra đây làm gì? Con muốn ra đó xem. Không được, không có gì hay mà xem. Mau về phòng ngủ đi. Nghe lời mẹ không đâu. Con phải ra xem. Mau về phòng đi. Tiểu tử thối, dựa vào cái võ công mèo ba chân ấy mà cũng dám đấu với ta. Hôm nay ta nhất định phải đánh cho ngươi ngã sóng xoài trên đất. Không được đánh nữa. Không được phép đánh nó. Còn đánh nữa ta sẽ không khách khí với các người đâu. Các người nghe thấy là lão ta nói gì không? Lão nói là sẽ không khách khí với chúng ta. Ta muốn xem hôm nay ông làm sao để không khách khí được với chúng ta. Chú Khương, lũ xấu bọn chúng không biết tính lão tôn hiền đâu. Mau về nhà đi chú ạ. Không sai, mặc dù tuổi của ta đã cao, nhưng mỗi ngày ta đều gác củi làm việc. Xương cốt của ta còn khỏe hơn mấy thằng tiểu tử các người. Ta cảnh cáo các người, nếu còn không đi thì ta sẽ đi báo quan. Báo quan? Ta nói cho ông biết, cho dù quan binh có tới, ta xử lý hết bọn chúng được thôi. Hát cẩu, lão già này giao cho ngươi đó. Được. Còn cái thứ bỏ đi bất lực này để ta giải quyết. Cha, Chỉ Nhu con đừng đi. Chỉ Nhu. Cha. Cậu ca, tôi không đánh con gái đâu. Không đánh con gái đâu. Ông lão, ông không sao chứ? Cha, cha không sao chứ? Người, rốt cuộc ngươi dùng yêu thuật gì vậy? Sao? Các người đã biết sự lợi hại của ta chưa? Nếu mà các người còn dám qua đây, ta sẽ đánh chết toàn bộ các ngươi đó. Chỉ Nhu à, con nói linh tinh cái gì vậy hả? Nói gì thế chứ? Mẹ, xin lỗi, con gái của tôi nói linh tinh. Các vị đại nhân đừng có trách kẻ tiểu nhân nhé. Thật lòng xin lỗi các vị. Ta không tin, ta không trị được con tiểu nha đầu này. Mẹ. Tùng Vũ ca, huynh không sao chứ? Không sao. Đám sơn tặc ác ôn của các ngươi rồi sẽ bị trời đánh, sét đánh. Có sét thật rồi. Quả nhiên là ông trời có mắt.
Nhưng giám sát giết chết bọn ngươi. Sau này trên đường xuống dưới suối vàng thì hãy dập đầu nhận tội với cha ta đi. Lũ các ngươi sợ cái gì? Đừng có nghe tên tiểu tử này nói linh tinh. Xem ta xé cái miệng của hắn ra đây. Các ngươi còn dám qua đây, ta sẽ cho các ngươi xem. Ta nói cho các người biết, nhà đầu thối, Mã Chính Diễn ta trước giờ không đánh con gái. Ngươi nên biết một điều một chút đi. Đúng rồi, bọn ta không đánh con gái. Ta không đi đây. Có bản lĩnh thì các người qua đây. Con gái à, hay là chúng ta đi về nhà đi. Đúng đấy, đao kiếm không có mắt đâu con à. Con đừng có trổ tài nữa, có được không? Cha mẹ hai người đừng có nói nữa, con sẽ không đi đâu. Ta nói rồi đấy, ta sẽ không đi đâu. Các người, ta không đi. Các ngươi đều là lũ thổ phỉ ác ôn. Hãy xem trời cao trừng trị các ngươi như thế nào. Tốt quá rồi, không ngờ là đêm hôm nay Lôi Công ca ca lại giúp đỡ. Hay lắm, ta phải mai cống để trận thiên lôi này thức tỉnh thiên linh của cửu muội. Như vậy sẽ giúp thích khách hồi phục lại trí nhớ. Đến lúc rồi. Thành công rồi. Chị Như, chị Như, mụ làm sao thế? Mụ không sao chứ? Kỳ kỳ, đại ca, tại sao bụng cô huynh lại to lên như vậy? Chuyện gì thế? Chị Như, mụ không sao chứ? Mùi không sao. Cha mẹ Tùng Vũ Ca, mọi người lùi lại đằng sau. Đám người của các người quả là to gan. Có biết ta là ai không? Ta là phân thân của hồ ly tinh cửu muội, đã tu luyện 666 năm rồi đó. Nếu như các người còn muốn tiếp tục không biết đúng sai, ta sẽ giết hết các người cho mà xem. Tốt quá rồi, thân phận trở về rồi. Xét đánh cũng không đánh chết người. Ngươi nhất định là yêu quái rồi. Yêu quái hát cấu ta hôm nay sẽ giúp dân trừ hại. Câu ca sao lại thế này? Các người mau lên hết đi. Tiễn nhà đầu thối các người, rốt cuộc là yêu quái phương nào? Chết mất rồi. Lần này hỏng rồi. Thiên linh vừa mở đã phải dùng mất nhiều thần lực như vậy, thảo nào lại ngất đi như thế. Nghĩ một chút sẽ không sao nữa. Sẽ không sao nữa đâu. Mau dậy đi. Các người bây giờ đã không còn người bảo vệ nữa rồi. Hát cẩu lên đi. Buông ta ra. Đại ca đi thôi. Mau đi thôi. Các người bỏ ta ra. Mau đi, mau lên. Cái lũ ngươi kia không phải là phất trấn tinh sao? Xem bản riêng trừng trị các ngươi như thế nào. Mau, chỉ nhu con gái, chỉ nhu con gái. Ôi con gái ngoan của ta, xem ra pháp thuật của bản tiên không có tác dụng với cây phất trần này thật rồi. Chỉ Nhu à, xem ra lần này chỉ có thể dựa vào cô tìm cây phất trần về rồi. Cô phải ngoan ngoãn, đừng có xảy ra chuyện gì nữa đấy. Nào đứng lên nào. Hey. Xin chào.
Này lão họ Mã, ông đừng có giả bộ tử tế nữa thế này chứ, có được không? Tôi thật sự muốn làm việc tốt cho bà con đấy mà, bù đắp tội lỗi trước đây. Ông đừng có đóng kịch nữa mà. Trước đây ông làm những chuyện xấu xa, cướp bóc tiền gạo, tưởng là bây giờ quét đường giả làm người tốt thì chúng tôi sẽ tin sao? Ông hiểu nhầm rồi. Tôi sớm đã rửa tay gắt kiếm rồi, ngay cả sơn trại cũng giải tán rồi. Giải tán rồi à? Tối qua bọn chúng còn đi cướp nữa kia kìa. Ông định đùa thần gạt quỷ gì chứ? Tối qua lẽ nào lại chính dĩnh? Cái thằng thối tha. Hôm nay bản đại dương không cho ngươi một chút thi vị không được. Vì ngươi sẽ không biết sự lợi hại của bản đại dương. Dù cho hôm nay ngươi giết ta, thì sau này còn 100, 1000, 1 vạn, ta sẽ tiếp tục đối đầu với ngươi. Chết đến nơi rồi. Hai người, cậy mồm nó ra cho ta. Kéo lưỡi nó ra. Chắc ngươi muốn làm gì hả? Thả ta ra. Thả ta ra. Thả ta ra. Dừng tay. Cha, sao cha lại đến? Cha đã bảo con đừng có làm những cái chuyện hại trời hại đất, con lại không nghe. Thả cậu ta ra. Con không thả. Chính dĩnh nghe lời thả cậu ta ra. Cha, con nói rồi không thả. Con không thể thả thằng khốn này. Con thật sự không thả. Được rồi, đưa dao đây cho cha. Tự lão già này sẽ thả. Đại ca, đưa ta. Cha, cha không được thả thằng khốn này. Nếu con cản cha, thì hãy dùng con dao này mà đâm chết ta đi. Lẽ nào con muốn làm một thằng nghịch tử? Cha, cha. Con đó đã tạo nghiệp chướng rồi đấy. Mau đi thôi. Có thể đi càng xa càng tốt. Đa tạ, mau đi đi. Ngươi không được đi. Cha vẫn còn có câu này. Con đâm ta thì có thể ngăn được cậu ta lại. Cha, cha uống nhầm thuốc hay sao hả? Muốn cải tạo quy chính đó là chuyện của cha. Cha đừng có quản con có được không? Ta không quản mày. Tao có thể dương mắt nhìn mày bị trời phạt như là cha mày hay sao? Trời phạt. Lần nào cha cũng nói với con là trời phạt. Rốt cuộc là phạt cái gì? Nếu thật sự có trời phạt thì tối qua sẽ đã đánh. Tại sao con lại không bị đánh trúng? Con đấy hả? Đó là con may mắn. Ông trời sẽ không đối xử với con như thế này hàng ngày đâu. Đợi đến khi bị trời phạt rồi, con hối hận cũng không kịp nữa đâu. Con không thèm đồ coi với lão già hồ đồ như cha nữa đâu. Chính dĩnh, chính dĩnh, cha chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Cha mẹ đừng có cản con, để con đi ra ngoài. Con gái à, nhu nhu của ta, con vừa mới tỉnh lại, là muốn đi tìm tên cầm đầu bọn sơn tặc đó rồi. Sao chúng ta lại không cản con chứ? Đúng rồi đó con gái, một đứa con gái như con không nên gần gũi với mấy cái tên thủ phỉ để làm gì. Ngoan ngoãn ở nhà với cha mẹ, đừng có chạy lung tung. Nhưng mà con, thật sự con có chuyện rất là quan trọng phải làm. Không những con lo cho Tùng Vũ ca, con thật sự còn phải hai người để cho con đi đi. Con đó, con gái như con lớn như thế này còn chưa ra ngoài bao giờ thì biết làm cái gì hả? Đúng đấy, chị Nhu à, con ngoan đi nào, nghe lời cha mẹ đi, ở nhà với mẹ. Được rồi, con thực sự có chuyện quan trọng phải làm mà. Hai người thả con ra đi, để con đi đi. Cha, cha làm cái gì thế hả cha? Sao lại trói con? Cha, cha, Nhu Nhu con ngoan đi, nghe lời cha. Con còn nhỏ không hiểu chuyện, cha mẹ không muốn làm hại con. Hiểu chưa hả? Cha mau thả con ra đi. Tùng Vũ ca, Tùng Vũ, Tùng Vũ, con làm sao vậy? Tùng Vũ ca, Quynh bị làm sao rồi? Khương bá, cháu bị thương chút xíu. Phu nhân, bà mau đưa chị Nhu về phòng để tôi chăm sóc nó. Đi nè, chị Nhu đi thôi. Mẹ, mẹ thả con ra đi mà. Nghe con nói đi, mẹ đừng nói nữa. Chị Nhu, con phải hiểu, cha mẹ là bất đắc dĩ mới phải dùng đến hạ sách này. Cha mẹ làm như vậy là không phải là gì muốn tốt cho con sao? Đám sơn tặc đó không phải là người tốt, giết người không chớp mắt. Cha con nói đúng, ngay cả cái tên cũng bị chúng làm dơ bẩn, bị tổn hại thanh danh. Đừng có gây rắc rối với chúng nữa, con có biết không hả? Ngoan ngoãn ở nhà đi, nghe lời mẹ biết chưa? Mẹ hãy nghe con nói đã. Nghe lời, không được ra ngoài. Mẹ quay lại đây, nghe lời đi, mẹ. Phải làm sao đây? 大兔子
Thỏ ơi, thỏ ơi, thỏ. Thỏ ơi, bao ra đây cho tôi. Tôi đến đây rồi. Cô bé bé cái mồm cho tôi nhờ. Để mẹ cô nghe thấy tai của tôi không bị điếc. Được rồi, tôi biết rồi. Cuối cùng cô cũng ra. Cởi trói cho tôi đi nhanh lên. Cô công chúa thân mến, cho tôi hỏi một câu. Ký ức của cô không phải là đã hồi phục rồi chứ? Phải, ký ức của tôi đã hồi phục rồi. Mau cởi trói cho tôi đi. Đừng lèm bèm nữa. Nếu ký ức của cô đã hồi phục rồi thì vậy xin hỏi cô có thể dùng pháp thuật không? Phải, mau cởi ra đi. Có pháp thuật cô không tự cởi còn bảo tôi giúp, cô thật là đần quá đi. Đúng rồi, tôi có pháp thuật. Tôi có thể tự cởi trói. Không nói thì tôi quên mất. Nhanh nhanh lên đi. Được rồi, vậy thì tự tôi cởi. Mở. Thích sách, sao con lại làm tôi hiện nguyên hình hả? Mau biến con lại như cũ đi. Sao lại thế? Mau lên biến à. Đợi nha. Tôi phải nghĩ thần chú. Mau lên, mau lên. Biết rồi, biến. Tôi ghét ếch nhất đấy. Thích phách, cô làm cái trò gì đấy hả? Tôi cũng không biết tại sao nữa. Cô để cho tôi nghĩ lại nha. Làm sao đây? Đại phu sao rồi ạ? Không ảnh hưởng đến xương cốt. Để cậu ấy ngủ một lát. Chỉ cần thay thuốc đúng giờ, uống thuốc đúng giờ thì không có vấn đề gì lớn đâu. Đa tạ. Vậy tôi xin phép. Mời, đi thông thả. Đại ca uống nước đi. Đại ca, huynh nghĩ xem, chúng ta trước đi cướp bóc, chỉ cần hô một tiếng là bọn họ sợ rúm rò như là rùa rụt cổ, muốn vinh quang bao nhiêu có bấy nhiêu. Không phải nào, hơn nữa, chính Vĩnh làm như vậy cũng xuất phát từ lòng hiếu thảo của cậu ấy với huynh. Cậu ấy không muốn cha con huynh bị người ta coi thường, thế nên mới tập hợp mọi người lại. Huynh nên hiểu dụng ý của cậu ấy thì mới phải. Những thứ để nói ta đều biết, và đương nhiên là ta cũng hiểu. Nhưng phạm lẽ trời, cậu có biết không, ta luôn không muốn chính Vĩnh tạo ác như ta. Đại ca, thì ra huynh lo chính Vĩnh giống huynh. Đàn ông sinh con. Đại ca, đại ca tưởng là huynh muốn giết người diệt khẩu cơ, ta không cho người nói. Lần sau ta không tha đâu đấy. Đại ca, huynh không thấy là chuyện này lạ sao? Trời đất này bao nhiêu là kẻ xấu xa, chẳng ai bị báo ứng. Có một mình huynh. Ta nào phải là thần tiên, làm sao mà biết chứ? Đại ca, thật ra là giới trí tuệ có hạn của đệ. Đệ cảm thấy có khả năng là ông trời muốn cho huynh một đứa con, nhưng mà huynh không có vợ, thế nên mới phải dùng cách đó tặng cho huynh một thằng con trai. Không đúng, không đúng. Làm sao mà có thể? Chuyện này tuyệt đối không được để cho nó biết, nếu không nó sẽ nghi ngờ cha nó là yêu tinh. Để đề phòng bất trắc, ta nhất định phải bắt chính Vĩnh giải tán sơn trại. Đại ca, nếu mà huynh thật sự lo lắng chính Nghĩa giống huynh sinh ra một đứa con, thì thế này không đơn giản hơn à? Huynh lấy cho nó một cô vợ thì tự cắt bụng nó không thể to lên rồi sinh ra con, không đúng sao? Hạt cậu nói cũng có lý. Có điều tìm một nàng dâu giúp quản lý chính Vĩnh đúng là ý hay. Chính Vĩnh, cha tìm con vì có chuyện muốn bàn.
Chính Dĩnh, con trai. Tính khí này của con giống ai vậy hả? Làm cha muốn nói chuyện với con trai mà không được sao? Cha, nếu cha còn muốn con giải tán sơn trại thì không cần phải nói đâu. Cha hiểu, nhưng cha không muốn con làm sơn tặc. Nếu cha muốn con tiếp tay làm điều ác cho cha thì lúc đầu cớ gì mà cha giải tán sơn trại chứ? Vậy lúc đầu tại sao cha lại giải tán sơn trại? Lý do này cha đã nói rất nhiều lần là các con không chịu nghe, đều tại ta quá hiền. Nếu không như thế này nha, cả hai đều nhường một bước. Chỉ cần con chịu lấy vợ, sau này con muốn làm gì thì cứ làm, muốn làm thì làm, cha tuyệt đối không can thiệp, có được không hả? Lấy vợ, chuyện này dễ. Con lập tức xuống núi cướp một cô gái về đây để bái đường thành thân, không phải là không xong sao? Chuyện này con lập tức đi làm ngay. Đợi, con tưởng rằng làm con dâu của Mã Bảo Thành đơn giản như vậy hả? Ta có điều kiện đấy. Điều kiện gì? Cô gái này không thể là con cướp ở trên núi được, nhất thiết phải là cam tâm tình nguyện lấy con, thế mới được tính. Và hà tất gì phải thế? Có đấy, nó tương lai sẽ là mẹ của những đứa cháu bảo bối của ta. Nó bất kính với lão già này cũng chả làm sao hết, nhưng nó cư xử không tốt với cháu của ta thì ta không thể tha thứ. Cha nói cũng có lý lắm. Vậy được, con đồng ý. Có điều là cha nói những lời phải giữ lấy lời đó. Đợi con thành thân xong, chuyện sau đó cha đừng có quản nữa. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, cha đồng ý với con, nói lời giữ lời. Có điều bây giờ con cũng lớn rồi, con phải chấp hành giao ước của con. Đương nhiên. Sao lại thế? Thỏ ơi, cô biến tôi thành một đống như thế này rồi, rốt cuộc là cô làm sao thế hả? Mau biến tôi trở lại đi. Đúng thật là. Đừng có nóng, để tôi nghĩ kỹ lại cho. Những thần chú trước đây tôi đều nhớ nhầm hết cả. Mau lên đi. Bà đang làm gì vậy? Tôi thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng rồi. Một mình ở trong phòng tự nói chuyện thế là sao? Là sao hả? Con gái quả thật là hơi không bình thường, nhưng mà nó là con của chúng ta. Vài hôm nữa tôi vào thành tìm vài đại phu chuyên chữa bệnh về đầu óc kiểm tra xem sao. Đứa bé đáng thương. Đi thôi. Đại phu dặn là đun thuốc cho Tùng Vũ. Tôi đã đun xong rồi. Bà theo tôi dạy bà làm. Đợi một lát nữa bà mang vô cho Tùng Vũ đi nha. Hình như tôi đã nhớ ra rồi. Câu này cô đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi nhớ ra rồi. Lần này nhất định là hãy tin tưởng tôi. Đợi một lát nha. Biến. Thấy chưa, tôi nói không sai chứ. Biến lại rồi, biến lại rồi. Cô làm tôi sợ chết đi được ý. Lần sau đừng có nghịch ngợm lung tung nữa đi. Tôi đã bảo là biến được cô trở về như cũ mà. Đúng rồi, cởi trói hộ tôi đi, mau mau. Tại sao tôi lại phải cởi trói hộ cô? Bây giờ cô có thể biến tôi trở lại được rồi. Cô lại quên mất là chuyện làm phép được à? Đúng rồi, sao tôi lại quên được nhỉ? Để tôi tự cởi. Cởi.
Đấy, xong rồi đây, cởi được thật đẹp. Được rồi, đừng có mừng rỡ quá sớm. Tôi nói cho cô biết, chúng ta bây giờ còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Gấp nhất chính là mau tìm cây phất trần về. Nếu không thấy cây phất trần đâu thì cô gây họa cho tôi rồi đó. Tôi cũng bị liên lụy mà cũng công chúa. Cũng không tránh khỏi liên lụy, có hiểu chưa? Cũng không tránh khỏi liên lụy, hiểu chưa? Nghiêm trọng đến thế. Thế chúng ta mau đi thôi, đợi đã. Xin cô đấy đừng có lỗ mãng như thế nữa. Đừng kích động như vậy. Sao thói quen này của cô không chịu sửa đi hả? Đừng có trách tôi lắm lời. Tôi nói cho cô biết, hồi đó chính vì cô lỗ mãng và kích động nên mới bị thần điêu ăn mất đấy, biến thành quả trứng đến trần gian, nên giờ mới lắm sắc rối như thế này, mới lắm phiền phức đấy hả? Làm tôi cũng chẳng được yên. Thoàn lớn à, sao cô lắm mồm thế? Cô nói nhiều đến mức miệng của cô run run kìa. Thế nói đi nói lại, rốt cuộc cô muốn nói gì? Cô động não một tí đi, nghĩ một tí được không hả? Tôi nói cho cô biết, cha mẹ của cô có phải là không muốn cho cô ra ngoài không? Đúng rồi. Nếu mà họ đã muốn cho cô không ra ngoài mà giờ cô đi ra thì sẽ bị họ phát hiện. Họ phát hiện rồi thì sẽ lại bị trói, thế không phải là vô ích à? Phải, không sai. Ý của cô là... Ôi, bà bê được không? Nóng quá. Mẹ, sao rồi? Tay của tôi, mẹ không sao chứ hả? Để tôi xem, tay của tôi nóng chết mất rồi. Chỉ Dung, không phải ta đã lấy dây trói con lại rồi sao? Sao con lại chạy ra đây? Cha mẹ, mỗi cái dây thừng làm sao mà giữ được con chứ? Con là... Được rồi, có phải là con định nói con là phận thân của Hồ Ly Tinh tu luyện 666 năm rồi hay không? Cha càng ngày càng thông minh rồi đấy, đã biết là con gái định gì. Chỉ Nhung à, đừng nói nữa. Con xem kìa, làm cho mẹ sợ đến nỗi làm đổ bát thuốc nóng luôn. Lát nữa lại phải đi đun bát mới. Tùng Vũ còn đang đợi uống thuốc đấy. Có phải là Tùng Vũ ca bị thương nặng lắm không ạ? Bọn người này sao lại đánh Tùng Vũ ca đến nỗi này chứ? Thật là quá đáng đó mà. Cha mẹ, không sao hết. Chỉ cần là con thi triển pháp thuật, Tùng Vũ ca sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Được rồi, cha. Cha, Tùng Vũ, đừng có nghe nó nói linh tinh. Giờ cả ngày nó cứ nói nhăng nói cuội ghê gớm lắm. Cháu đừng thấy lạ, cháu thông cảm nha. Khương Thúc lập tức đi đun thuốc lại cho cháu đỡ nha. Cha này, việc này thì cha cứ ở lại đây, hai người nhìn cho rõ. Con bé này đúng là... Sao, tin chưa? Việc này... Thế là thế nào? Ông lão, ông có thấy không? Cháu không sao rồi. Tùng Vũ sao lại có thể cháu khỏi rồi? Cháu khỏi rồi. Đúng là khỏi hết rồi. Cha mẹ, con đã nói rồi. Con không nói dối mà. Mọi người xem tiếp nha. Khỏi... Khỏi thật rồi. Cái này... Cái này... Ôi, mắt của mình có phải bị hoa rồi không? Cái chén, cái ghế đều đang chuyển động. Đúng thật là quá khó hiểu. Không chỉ khó hiểu thôi đâu. Bá mẫu à, đây đúng là thần tiên hạ phàm. Bây giờ mọi người đã tin chưa? Mọi người đã thấy chưa?
Ôi, chúng tôi có mắt không trọng, không biết đại tiên ở đây. Đại tiên, nếu có gì mạo phạm, xin đại tiên lượng thứ. Cha mẹ, mọi người mau đứng lên đi. Hai người lại cha mẹ của con, sao lại quỳ với con? Như thế chẳng phải là con bất hiếu hay sao hả? Con gái à, con làm thần tiên thì không làm, sao con lại chạy đến đây làm con gái của chúng ta làm gì? Đúng vậy, con nói cho mọi người biết, thật ra con biến thành người phàm là để làm một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Chính là tìm một cây phất trần về. Cây phất trần đó thật ra là của chú sinh nương nương. Chỉ vì tại con nghịch ngợm quá, con ăn trộm để nghịch. Cây phất trần đó là pháp khí rất quan trọng của bà ấy. Bởi vì chuyện sinh đế của người trần đều do cây phất trần đó phụ trách. Con hứa với nương nương nhất định là phải tìm cây ấy về. Và sau đó chẳng biết tại sao mà con lại đến trần gian. Con đã thề nhất định là phải tìm được cây phất trần về. Chỉ có như thế chú sinh nương nương mới không trừng phạt con. Sự việc là như thế đấy. Chú sinh nương nương, tiên nữ, cây phất trần, chú sinh nương nương rất là tốt. Chú sinh nương nương tốt lắm ạ. Bà ấy vì lo con gây họa còn phái đến một người để giúp đỡ con từ ở bên trong. Người đó con gọi là thỏ lớn. Thỏ lớn, đến đây, thỏ lớn. Đến rồi, chào mọi người, đây chính là thỏ lớn. Thỏ lớn gì? Sao ta không thấy? Ở đâu đây? Sao lại không nhìn thấy? Thỏ lớn đứng ở đây này. Tôi quên mất, bây giờ tôi là thần tiên, vẫn chưa thi triển pháp thuật. Bọn họ không nhìn thấy tôi. Đợi chút. Yêu quái. Cô ấy không phải là yêu quái. Cô ấy là thỏ lớn, là người bạn đó mà chú sinh nương nương phái đến cho con. Thật là xin lỗi các vị, tôi đã làm cho mọi người phải sợ hãi rồi. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi không phải là yêu quỷ hay là quỷ quái gì đâu, mà tôi là thần tiên. Thần tiên thỏ là bông hoa kỳ lạ của tiên giới, là chí tôn của tiên giới. Vì lão tiên sinh này nếu còn nói tôi là yêu quỷ ma quái, đừng trách tôi là không khách khí đấy. Được rồi, ban nãy Thích Phách đã giải thích ngọn nguồn toàn bộ câu chuyện cho mọi người nghe, nên bây giờ thì mọi người chắc là đã hiểu hết rồi. Phiền mọi người sau này đứng sang một bên mà nhìn, đừng có cản trở chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Vì cô nương đứng trước mặt mọi người đây, thân phận thật sự của cô ấy là một phần của cơ thể cửu muội, con gái út của Bạch Đại Dương tộc Hồ Ly. Thế nên ngại quá để cho hai vị hiểu lầm, cô ấy không phải là con gái của hai vị, càng không phải là chỉ nhu, xin lỗi nhé. Chẳng trách là trước đây có như thế. Chúng tôi biết rồi. Được rồi, Thích Phách, chúng ta đi thôi. Đi hoàn thành nhiệm vụ thôi, đi đâu? Đi mang cây phất trận về, còn không phải nữa sao hả? Đi thôi, con đi đây nhé, tạm biệt. Chị Nhu, tại sao nó lại chạy nhanh thế? Cũng không thèm đợi chúng ta. Cứ tưởng là ông trời rủ lòng thương chúng ta, ban tặng hai ông bà già chúng ta một đứa con. Thật không ngờ nó lại là hồ ly tinh Thách Phách biến thành. Thật ra thì chúng ta đã sớm nhận ra chỉ Nhu không phải là đứa trẻ bình thường, chỉ là lúc mà chúng ta lúc nào cũng tự lừa phỉnh bản thân thôi. Vậy chỉ Nhu ban nãy nói như vậy thì đợi khi hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy không phải là sẽ rời xa chúng ta hay sao hả? Ông lão à, ông đừng có trách tôi nghĩ không thông, là tôi không nỡ mà. Không đâu, bà đừng có khóc nữa. Phải đó, bá mẫu à, chắc tin là chỉ Nhu sẽ không đi đâu. Bá mẫu đừng đau lòng, cho dù chỉ Nhu ấy có đi thật thì hai người vẫn còn tình cũ mà. Cháu nhất định sẽ thay thế chỉ Nhu hiếu thuận với hai người. Thưa bà con cô bác, con trai chính diễm của tôi là một nhân tài học rộng hơn người. Xin các vị bà con cô bác trong nhà có khuê nữ chưa xuất giá, chi bằng sớm những ngày hỷ kết liên duyên, tác thành một mối duyên đẹp. Thỏ lớn, cô nhìn kìa, ở bên đó sao mà đông người thế nhỉ? Thưa bà con cô bác, con trai chính diễm của tôi là một nhân tài học rộng hơn người, hy vọng có thể kết duyên với khuê nữ nhà nào đó, tạo nên mối hỷ sự liên duyên, tác thành chuyện vui. À,
cô xem cái người ở bên kia. Cô thấy không, tóc anh ta bạc trắng đó. Hay là yêu quái? Nhưng gì mà nhìn, người mới là yêu quái, không phải là sơn tặc đó sao? Trong bộ dạng sao giống tỷ võ Chiêu Thân thế? Chiêu Thân à, tôi biết rồi, Chiêu Thân nhất định là ông bà Bảo Thành đó muốn tìm hôn sự cho con trai của ông ta. Chúng ta hãy nắp đi nghe ngóng xem sự việc rốt cuộc là như thế nào, và sau đó bàn tiếp kế hoạch. Được rồi, được. Thưa bà con, tôi nói đều là lời thật lòng. Đi mau, tôi thật sự không có lừa mọi người đâu, muốn ăn rắn à. Thưa bà con, tôi hy vọng là mọi người có thể qua đây xem. Các ông già, các bà thím, nếu mà nhà ai có con gái mà bản dương đây nhìn lọt mắt xanh thì là phúc phần tám đời nhà của các người đó. Tốt nhất là các người đừng có không biết tốt xấu, nếu không thì đừng có trách bản dương ra tay vô tình đó. Đi, con nói với dẫn gì thế? Thái độ như con khuê nữ nhà nào mà dám gả cho con chứ? Đúng là làm cha tức chết mà. Thưa bà con trai của tôi chỉ đùa với mọi người thôi, mọi người đừng có để bụng. Thỏ lớn, đột nhiên tôi cảm thấy đây chính là cơ hội cực tốt để hoàn thành nhiệm vụ. Cơ hội gì? Không phải là bọn họ đang chiêu thân sao? Vì chúng ta chủ động đến, tôi giả vờ lấy hắn, đợi bái đường xong, đến đêm động phòng hoa chút thì tôi sẽ ăn trộm cây phất trần về. Như thế không phải là hoàn thành nhiệm vụ rồi hay sao hả? Con trai chính nhĩnh của tôi là một nhân tài học rộng hơn người, chẳng trách mà não cô có quả dưa thông minh thế. Được được rồi, cứ thế mà làm đi. Đi nào. Có phải là các người đang cầu thân không hả? Xin hỏi cô nương là tôi. Tại sao lại là cô? Làm sao à? Con quen vị cô nương này à? Đương nhiên là không quen rồi. Không sao, chưa quen thì cũng không vội. Quan trọng là chỉ nhu nhạc của chúng tôi để ý công tử nhà ông lâu rồi. Không biết là có thể nhân dịp này gả chỉ nhu nhà tôi cho công tử nhà của ông không vậy? Ta không nghe nhầm đấy chứ. Cô ta muốn lấy ta. Việc này sao công tử này ngạc nhiên thế? Nào, để tôi giới thiệu nha. Cậu coi nè, chỉ nhu nhà tôi dung mạo xinh đẹp như hoa, đức tài có dư, ôn hòa hiền thục, tính cách dịu dàng, đúng là tiêu chuẩn của phụ nữ lương gia. Cũng không biết là có thể là có cơ hội kết thành hôn sự không. Chính Vĩnh, có cô nương muốn lấy con, lại còn xinh đẹp như thế này. Nếu con không phản đối, cha cũng đồng ý hôn sự này. Con đồng ý hay không thì nói một câu xem nào. Con nhỏ tên Chỉ Nhu này nhất định là có vấn đề. Mình nghĩ là mình không thể sơ suất coi thường nó được. Cha, nào nào, con nói chuyện với cha một chút nha. Cô nương Chỉ Nhu đó, con nhìn ngang ngó dọc đều thấy là không ưa, làm sao mà lấy cô ta được? Không phải chứ, chưa thấy được mà. Con mặc kệ, dù sao đi nữa thì duyên trung thân đại sự của con trai cha phải thận trọng mới được đó. Rốt cuộc thì con muốn như thế nào? Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai người của bọn họ, con sẽ chọn cô nương đứng cạnh Chỉ Nhu. Con lại còn kém chọn nữa, có phải là họ đang nói xấu chúng ta không? Bà thế nào rồi ạ? Có gì không vừa lòng với tiểu thư nhà của chúng tôi sao hả? Để lỡ mất vụ này là không còn vụ nào ngon hơn nữa đâu, có đúng không? Đúng rồi, vì cô nương Chỉ Nhu này thông minh hiền đức, điểm này thì không cần phải nghi ngờ gì cả. Tôi rất thích, đa tạ bá phụ khen ngợi. Tuy cô ấy được ông thích, nhưng mà hôn sự này thành hay bại chủ yếu là ở công tử nhà ông. Có thích là Chỉ Nhu nhà chúng tôi hay không thôi thì cũng đúng đó. Thằng con trai này của tôi cũng rất thích, có điều là con trai của tôi nói là thích cô ấy. Cái gì? Cô? Đúng vậy, tại hạ đúng là rất thích. Có điều là không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào. Tôi Ngươi nói là ngươi thích cô ấy hả? Mắt của ngươi cái kiểu gì thế hả? Làm sao, chẳng nhẽ ta không xinh đẹp bằng cô ấy sao hả? Tên mã chính diễn đáng chết này đúng là mắt chó đấy mà. Thôi bỏ đi, tức giận trong lúc quan trọng này thì cũng vô dụng thôi. Chẳng thà thành toàn cho thần thỏ và mã chính diễn.
Chuyện tốt này dù sao thì cũng đạt được mục đích. Người thích cô ấy. Vậy ta nói cho người biết, cô ấy là tỷ muội tốt của ta. Cô ấy tên là Chỉ Liên. Nếu mà nếu muốn cưới cô ấy thì chúng ta còn phải phải suy nghĩ đã. Đi. Cô nương có thể thương lượng mà. Cô nương lần sau hãy nói. Cô nương, chuyện này đúng là quá hoang đường rồi. Tôi đã không đáp ứng cô đâu. Cô đừng có khuyên tôi nữa. Cô buông tay tôi ra, khuyên được không được hả? Chuyện này tôi đã nói với cô rồi, làm sao mà có thể chứ, để tôi gả cho Mã Chính Dĩnh. Chuyện quá hoang đường, đừng khuyên tôi nữa. Dừng lại đi. Cũng không phải là bắt cô thật sự gả cho hắn, chỉ cần giả vờ gả cho hắn. Hai người cũng không bắt buộc phải làm gì, có đúng không hả? Mục đích gả cho hắn chỉ có một, chính là lấy lại cây phất trần kia, rất là đơn giản. Không thể được. Bất kể là sự thật gả cho hắn hay là giả vờ gả cho hắn, một vị thần tiên xinh đẹp như ta để gả cho một chàng trai, chuyện này hát chẳng phải là rất buồn cười hay sao hả? Quá hoang đường rồi. Tôi không thể giúp cô được. Người mà hắn ta thích là cô. Nếu mà hắn thích tôi thì tôi đã đồng ý với hắn rồi. Cô có thể đừng có xúc động thế có được không hả? Cô là cô gái truyền thống mà. Người ta thích cô liền gả cho người ta sao? Hơn nữa tôi không phải là cô. Tôi nói cô biết, trọng điểm của chuyện này là họa do cô tự mình gây ra. Vì sao bắt tôi phải giúp cô? Cô không để người khác nghỉ ngơi một lát được rồi. Cô xem, cô thật là lắm điều. Nếu cô nói như thế này thì không thể thành thân được. Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đã nghĩ kỹ rồi. Quả này do cô gây ra. Tôi hết lần này đến lần khác cảnh cáo cô, nhưng mà cô ngoan cố không sửa, tiếp tục để chơi đùa, không ngừng rước quả vào thân. Tôi quay về. Bên trong con thỏ gỗ đây, tạm biệt nhé. Tôi không giúp cô đâu. Đợi đã, thỏ lớn à. Cô giúp tôi bao nhiêu lần rồi, lần này cô giúp tôi lần cuối cùng này thôi mà. Lấy lại cây phất trần kia có được không? Cô mà, đừng có cố chấp thế. Cô phải học cách biến đổi. Không thể được. Tôi nói cho cô biết, lần này tôi đã quyết tâm rồi, sẽ không giúp cô nữa đâu. Cô nghe rõ hộ tôi. Tiếp theo, nếu cô không thể hoàn thành hôn sự với Mã Chính Dĩnh, cả đời này sẽ ở trong con thỏ gỗ, vĩnh viễn không ra ngoài, vĩnh viễn hưởng phúc đừng mà. Tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau. Đừng. Thỏ lớn. Thỏ lớn. Thỏ lớn. Tức chết mất thôi. Dám bỏ mặt một mình ta ở đây, không giúp tôi thì thôi, tôi sẽ tự nghĩ cách. Tôi nhất định sẽ lấy được cây phất trần về. Khách quan, đi thông thả. Con xem con kìa. Một cô nương tốt như vậy, người ta muốn gả cho con lại không đồng ý. Mời. Cô nương, nào, mau ngồi xuống. Thật là trùng hợp quá. Cho một cái chén, đến đi. Cô kia, ngồi đi. Người lúc nãy đi cùng với cô, ngài muốn nói đến là Chỉ Liên cô nương đó sao? Đúng rồi. Chỉ Liên cô nương từ lúc biết được Mã công tử có ý với cô ấy thì cảm thấy là vô cùng xấu hổ. Thật ra hai vị có điều là không biết. Vì Chỉ Liên cô nương đó, cô ấy trước đây đã là vợ của người ta, nhưng mà không được bao lâu thì đã bị nhà chồng hô rồi. Nguyên nhân chuyện này chủ yếu là do cô ấy không sinh được đứa con nào cả. Cô ấy gả đến đó cũng hơn một năm rồi, nhưng mà cô ấy cũng vẫn không sinh được con. Vì thế mẹ chồng rất không hài lòng, cho nên bây giờ cô ấy... Thật không thể ngờ, Chỉ Liên cô nương trông thật là thông minh lanh lợi, lại có thân thế như vậy. Đúng đấy, Chỉ Liên cô nương này là tỷ muội tốt của tôi. Cô ấy cũng bảo tôi thay cô ấy cảm tạ tâm ý Mã công tử dành cho cô ấy. Nếu như Chỉ Liên cô nương không thể gả được, nếu ngài không chê thì tôi có thể thay thế cô ấy. Ý của cô nương là, ý của tôi là, ngài thấy tôi tướng mạo cũng không tồi. Quan trọng hơn là tôi rất khỏe mạnh. Sau khi gả đi, tôi nhất định sẽ sớm sinh một đứa trẻ trắng trẻo mập mạp. Nếu như tôi thật sự có thể gả cho Mã công tử, tôi đảm bảo trong một năm sẽ sinh cho ngài một đứa cháu mập mạp. Có được không vậy? Chính Dĩnh à, cô nương tốt như vậy, đã thông minh lại xinh đẹp, còn rất vui vẻ nữa. Con xem, trên đời chỗ nào chẳng có hoa thơm. Cha nói cho con biết, cha đã quyết định rồi. Mã công tử,
Sao Quynh lại than ngắn thở dài thế chứ? Lẽ nào Quynh vẫn còn không hài lòng về điều gì sao? Tôi đương nhiên là không hài lòng rồi. Cô nhìn những cô nương khác, họ đều yếu đuối yêu thiết tha. Lại còn nhìn cô xem, căn bản là một nha đầu miệng còn hôi sữa. Còn cố ý ở trước mặt cha tôi bày ra bộ dạng hiền thục, hiểu chuyện như thế. Tôi thấy cô thật chất là một bộ giả soạn. Ngươi, cô ăn nói linh tinh cái gì thế? Không được vô lễ. Cha, cha vẫn nên từ bỏ chuyện này đi. Cho dù nữ nhân trong thiên hạ này đều chết hết thì con cũng không cưới cô ta làm vợ đâu. Mã Chính Diễn, ngươi có gì tài giỏi? Ngươi xem bộ dạng của ngươi kìa, theo ta thấy căn bản là không có ai muốn gả cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi đấy hả? Ngươi là một tên sơn tặc. Ngươi nhìn ngươi xem bộ dạng xấu như vậy, tóc còn kỳ dị như vậy. Ngươi, ngươi rõ ràng là không biết tự nhận thức bản thân. Dạ, cha đã nhìn thấy rồi chứ. Vì cô nương này bây giờ càng ngày càng lỗ mãng rồi đó. Tôi nói cho cô biết, Mã Chính Diễn tôi là một nhân tài phong lưu tuấn lãng, hơn nữa thông minh hơn người, võ công của tôi lại cao cường. Tôi nói cho cô biết, chỉ cần tôi đồng ý, cô gái muốn thành thân với tôi, từ thôn này xếp hàng xếp đến tận thôn kia. Tôi cho cô biết, cô nên lo cho bản thân cô trước đi. Tôi thấy Quynh thì cũng thật là mạnh mồm. Nếu đúng là các cô gái muốn gả cho Quynh từ thôn này xếp hàng xếp đến tận thôn kia, vậy thì hôm trước Quynh dán bố cáo xong, vì sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì vậy hả? Nếu như các cô gái muốn gả cho Quynh từ thôn này xếp hàng xếp đến tận thôn kia, thì bây giờ Quynh sao vẫn chưa lấy được vợ vậy? Tôi thấy hay là như thế này đi. Quynh đã nói là Quynh tài giỏi như vậy, Quynh có dám đánh cược với tôi không hả? Muốn cược cái gì? Nếu như thật sự đúng như những gì Quynh nói, từ thôn này xếp đến tận thôn kia, vậy chắc là rất nhanh Quynh sẽ lấy được vợ. Nếu như Quynh thật sự lấy được vợ, vậy tôi sẽ không làm phiền Quynh nữa. Nhưng mà nếu như Quynh không lấy được vợ, vậy Quynh phải lấy tôi. Nhà đầu thối nhà cô lại biết dùng kế kích tướng. Được, muốn cược vậy thì tôi cược với cô. Nhưng cô cũng phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Là điều kiện gì nói đi? Nếu như cô thua, cô phải làm hạ nhân của tôi, phải làm trâu làm ngựa cả đời cho tôi. Chính Dĩnh, một lời đã định. Được, bắt đầu từ bây giờ, khi hạn một canh giờ. Chỉ như cô nương, cô hả thua chắc rồi. Tôi sẽ chờ xem. Cha, bây giờ con đi tìm vợ. Còn cha, cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đợi tin tốt lành của con. Chính Dĩnh, vậy tôi đi trước đây ạ. Được, cáo từ. Được. Vụ cá cược này rất là hay. Nếu cứ như vậy, cho dù Dĩnh như cược thắng hay là cược thua, mình đều có con dâu cả. Cầu xin các vị rủ lòng thương xót tôi với. Đúng là nói khoác một tấc lên tận trời. Cho dù mình anh tuấn khoác đạt là thật, võ nghệ hơn người cũng là thật, nhưng mà trong một canh giờ tìm được một vị cô nương chịu gả cho mình cũng khó quá đi. Cầu xin các vị rủ lòng thương, xin hãy cứu tiểu nữ. Gia phụ bất hạnh qua đời, tôi không nơi nương tựa. Cầu xin các vị rủ lòng thương xót, có thể mua ngọc xuân. Cầu xin các vị rủ lòng thương xót tôi với. Đúng là ông trời giúp mình rồi. Chỉ cần mình mua cô ta thì không phải là có phu nhân rồi sao? Dù các cực này ta thắng chắc rồi. Ngọc xuân nguyện bán thân làm nô, làm trâu làm ngựa, không quán không hận. Cầu xin mọi người, cầu xin mọi người. Cô nương, tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, tôi đồng ý giúp đỡ cô. Nhưng mà tôi không cần muốn cô làm trâu làm ngựa, tôi chỉ cần cô đáp ứng tôi một điều kiện là được rồi. Chính là làm nương tử của tôi. Tôi bảo đảm sau này nhất định sẽ cho cô sống được những ngày tốt đẹp. Ngươi không phải là Mã Chính Dĩnh sao? Là sơn tặc đấy. Khi gia phụ còn sống, ghét nhất là hạng người ức hiếp kẻ khác, hung hãn bất lương. Ta quyết không thể gả cho một tên sơn tặc.
Được được, cô không chịu gả thì thôi, nhưng mà cha cô đến bây giờ vẫn chưa được an táng. Cô nhẫn tâm để cho mấy tiếp tục chịu khổ hay sao hả? Ta đừng chỉ biết khóc như thế. Cô thân là con gái của cha, nếu như cô không thể để cho mấy yên nghỉ nơi chính suối, lương tâm của cô có cho phép cô hay không vậy? Được rồi, vì cha ta đồng ý gả cho người. Thật sao? Tốt, tốt quá. Bây giờ tôi dẫn cô đi. Tôi đến tiền trang để lấy tiền. Đi đi nào, đi thôi. Đi nào. Ngọc Xuân, cô ở đây đợi tôi. Tôi vào trong lấy được tiền sẽ ra ngay nha. Sao lại trùng hợp như vậy? Bỗng dưng lại có người muốn bán thân an táng cho cha. Không được, mình phải mau chóng nghĩ cách ngăn cản mới được. Nhưng mà làm cách nào để ngăn cản đây? Mã Chính Diễm mới được đây. Con thỏ chết tiệt kia, mình ở đây phiền não. Cô ta lại trốn ở trong thỏ gỗ nghỉ ngơi. Bất công quá. Hay là mình lợi dụng Tùng Vũ Ca để đối phó với Mã Chính Dĩnh? Có rồi. Được rồi. Ngọc Xuân, cầm tiền đi, chúng ta đi thôi. Muốn quấy ra? Người muốn quấy ra? Ngươi từ đâu chui ra vậy? Thật là to gan, dám động vào vợ của ta sao? Ngươi còn dám hỏi ta là ai hả? Cô ấy là người phụ nữ của ta. Ngọc Xuân, cô thật là to gan đó, còn dám lừa ta hả? Cô rõ ràng có chồng rồi, còn muốn lấy ta sao? Không phải, không phải, tôi không lừa Quynh. Tôi thật sự là không quen biết vị lão gia này. Người ta cũng đã nói rồi đó, không quen biết ngươi. Nếu mà ngươi còn dám làm phiền cô ấy thì cẩn thận, ta không khách khí với ngươi đâu. Người nên cút đi ở đây thì là ngươi đó. Cô ấy là vợ của ta, ngươi là đồ không biết giữ diện. Cướp vợ của người ta là cướp cái đầu của ngươi ấy. Đánh, đánh hay lắm. Hay lắm, đánh đi. Xong rồi, Mã Chính Dĩnh là cây phất trần biến thành, có thêm cả thần lực nữa. Nhưng mà không ngờ lại khó đối phó như vậy. Phải làm như thế nào bây giờ? Thần thỏ, thần thỏ, thần thỏ, thần thỏ, thần thỏ, thần thỏ. Vì thế cuối cùng cô cũng đến rồi. Làm cho người ta còn chưa ngủ được đã ngồi đến rồi, còn phải chuyện phiền phức gì thế? Được rồi, cô mau nhìn kia, muốn ta giúp cũng được đó. Nhưng mà chỉ cần cô không ngăn ta lấy Mã Chính Dĩnh nữa thì thế nào cũng được thôi. Được rồi, mau lên đi, làm phép mau lên đi, lần này thảm rồi đó. Thôi chết rồi, lần này thật sự là thảm rồi. Vừa rồi ta dùng phép quá mạnh rồi. Cô làm sao thế hả? Mau đi xem như thế nào, không biết là bay đi đâu nữa rồi. Đi thôi, mau lên đi. Lạ thật, sao ta lại ở đây thế này? Đây không phải là Mã công tử sao? Tại sao lại ra nông nỗi này vậy? Lại còn bị treo ở trên cây nữa. Ta cần người quan tâm à? Ta thấy là chắc chắn bình thường người bị ăn hiếp quá nhiều, người đắc tội với quá nhiều người, thế nên bây giờ mới bị người ta mới báo thù rồi. Là người nghĩ quá lên rồi đó. Thì có, ta chỉ là vận động xương cốt một chút thôi. Ở đây chỉ có ta ăn hiếp người khác, chứ không ai ăn hiếp được ta đâu. Nói thì cũng mạnh miệng đấy, nhưng mà chuyện này rốt cuộc là thế nào thì chính ngươi ở trong lòng biết rõ nhất thôi. Nhưng ta bây giờ không cần biết sao ngươi lại bị treo trên cành cây như vậy nữa. Ta chỉ muốn biết là ngươi đã lấy vợ được chưa.
Ta nhớ lúc đầu người có nói là người muốn lấy hắn ta, từ đây xếp hàng dài đến tận thôn ở ngoài kia cơ. Có thấy có đúng không hả? Đúng vậy. Tất nhiên rồi. Nam Phi phong lưu tuyệt vời, dung mạo anh tuấn, nhưng mà Mã Chính Dĩnh ta đây lại không tìm được vợ sao? Hai người của các người hãy đợi mà xem. Xem ngươi làm như thế nào. Thích phách. Bây giờ việc gấp nhất là mau mau thu lại cây phất trưởng. Nếu như cô gả cho hắn ta dễ dàng như vậy thì cô thay đổi khuôn mặt cũng được rồi, sao lại phải phí sức đầu óc để đấu trí cùng với hắn ta? Thế không được đâu. Cái này có ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của ta, sĩ diện của ta. Ta lẽ nào lại không xứng với hắn ta sao hả? Ta không đủ xinh đẹp sao? Không đủ thông minh và không đủ dịu dàng hay sao? Ta không bằng cô hay sao hả? Được rồi. Dù sao thì một cô gái như cô nghĩ gì tôi cũng không hiểu đâu. Nếu cô đã kiên trì như vậy thì ở lại đây rồi đấu pháp với hắn đi. Tôi đi trước thì không được đâu, tôi cần có cô ở bên cạnh. Người ta đã đi mất dạng rồi kìa. Được rồi, mau đi thôi. Người nói thật cho ta biết, người vừa rồi có phải là chồng của cô không? Quan cho tôi đã nói rồi, tôi thật sự là không quen biết người đó. Thật không? Hắn ta không phải là chồng của cô. Vậy thì tại sao lại luôn nói là chồng của cô, và lại còn đánh nhau với ta nữa? Bộ dạng gắng hết sức của hắn ta xem ra không phải là giả tạo đâu. Tôi cũng không biết nữa. Ngọc Xuân hoàn toàn trong sạch, chưa từng thân thiết cùng ai. Nếu mà Quynh không tin, tôi xin thầy đọc. Thật không? Cô thề đi. Ông trời chứng giám, Ngọc Xuân chưa từng ra khỏi phòng khuê. Nếu có nửa lời giả dối, nguyện bị sét đánh chết, chết không toàn thay. Thầy đọc như vậy mà cũng dám thề sao? Được rồi, vậy thì ta tin cô. Cái này cô cầm đi. Có điều Ngọc Xuân, ta nói cho cô biết, từ ngày hôm nay trở đi cô là người của ta rồi đó. Cô phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Vậy thôi, chúng ta cùng gặp mặt cha. Đi thôi, đợi một chút đã. Sao lại thế? Có thể để cho tôi an táng cha tôi trước đã có được không? Để cho cha tôi an nghỉ xong thì tôi sẽ về cùng với Quynh. Dù sao cũng đã là nắm chắc phần thắng rồi, ta vội gì chứ? Không bằng ta tìm người tốt thì làm cho chót. Cô ấy dù sao cũng là người của ta rồi. Được rồi, ta đồng ý với cô. Chúng ta mau, còn mau đi về. Đừng để cha ta đợi lâu, đi thôi. Vừa rồi rõ ràng là ở đây mà, sao đột nhiên lại không thấy đâu nữa rồi? Tôi đã nói với cô đừng có manh động vội. Người mà cô đang tìm nói không chừng thì xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Muốn tìm người thì phải từ từ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt chính là cô đó. Cô ấy à, cô chỉ biết nói linh tinh thôi. Cô không lo lắng một chút nào, cô nghĩ mà xem. Nếu không tìm được thì làm sao thu lại được cây phất trưởng đây? Làm sao đây? Thôi được rồi, được rồi. Tôi biết là bây giờ hai chúng ta là cùng hội cùng thuyền mà. Đúng thế. Vậy nên cô mau nghĩ đi. Nghĩ một cách gì, mau giải quyết vấn đề đi. Nghĩ nào, nghĩ đi. Được rồi, bỏ, cô bỏ tôi ra đi. Tôi không nói là không quan tâm mà. Cô yên lặng một chút có được không? Cô ồn ào như thế tôi nghĩ làm sao được. Nghĩ đi. Có rồi. Gì thế này, mau nói đi. Bản tiên có một bảo bối thần kỳ, gọi là chuồn chuồn tre tìm người. Chuồn chuồn tre, đây là vật năm nào mà Phật tổ ban cho bản tiên? Nếu không phải gì, tôi không nỡ mang nó ra dùng. Sao cô lại giỏi như vậy chứ? Mau nói cho tôi biết đi, phải dùng như thế nào? Cái này rất là đơn giản. Chỉ cần là cô cầm chuồn chuồn tre và nói cho nó biết là cô cần tìm ai, và sau đó để nó lên đầu, nó sẽ dẫn đường cô đi và sẽ tìm thấy người ấy thôi. Thần kỳ như vậy sao? Mau cho tôi xem đi. Được rồi, bây giờ chúng ta hành động. Được. Cha. Cha. Cô đừng có buồn nữa. Chúng ta mau tranh thủ thời gian chôn cất cha cô thôi. Cha. Cha đi bình an nhé. Đừng lo lắng cho con. Cha của cô về đất nghỉ an lành. Nghỉ xong thì cô cùng ta về gặp cha của tôi. Cô đồng ý làm vợ ta rồi. Đừng có quên dân công tử. Cô mau nhìn xem, Mã Chính Dĩnh hắn ta dường như đã tìm được cô dâu rồi đó. Làm sao đây? Như vậy là chẳng lẽ tôi phải làm nô lệ cho hắn ta thật sao? Không được đâu, nhất định phải nghĩ cách ngăn cản hắn ta lại. Mau nghĩ cách đi. Đừng vội, chuyện nhỏ như thế này đâu làm khó được tôi. Cô xem đây, thiên linh linh địa linh linh. Phương
Công tử, tôi muốn đi hái một ít hoa dại để lễ bái cha. Hái hoa à? Không phải là cô định nhân lúc hái hoa mà trốn đi luôn đấy chứ? Không đâu công tử ạ, huynh yên tâm đi. Vậy cô đi đi, mau mau quay lại đây, việc ở đây cứ để cho ta lo. Dân cảm ơn công tử, huynh vất vả rồi. Cô để cô ấy đi làm gì? Tiếp theo ta sẽ làm cho hắn bị ảo giác. Cô xem đây này, xem đi, hay lắm, mau mau đi, mau lên mau lên. Thiên linh linh địa linh linh, mau chóng hồi âm hồn nhập thi thể, tạm thời làm bù dình nghe lệnh của ta. Đi nào. Bác ơi, không phải là bác đã chết rồi sao? Khẽ thôi. Ông đừng có qua đây. Tên tiểu tử kia là người muốn lấy con gái ta có phải không? Bác à, không phải là bác đã chết rồi sao? Cô xem kìa, mà chính thì cũng sợ phát khiếp lên kìa. Đáng đời đồ đáng ghét, ta đã nói rồi mà. Chỉ cần là bán tim ra tay thì không có chuyện gì là không giải quyết được đâu. Ông muốn làm gì? Ta muốn làm gì à? Con này là ta phải hỏi người mới đúng đó. Ông đừng có qua đây. Xuân Nhi nhà con gái yêu quý nhất của ta, người đối với nó có thật lòng không? Mà dám lấy nó về để làm vợ hả? Người đùa giỡn với tình cảm của nó, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Bác ơi, bác đừng có hiểu lầm. Tôi thật lòng là muốn lấy con gái của bác. Anh nói dối trá. Ta vừa mới nghe ngươi và con gái ta nói chuyện, ngươi hoàn toàn là muốn bắt nó làm nô lệ, còn dám nói là thật lòng với nó hay sao? Thật là kỳ lạ. Người chết rồi sao lại có thể nghe được lời nói của ta? Trừ khi ta biết rồi. Quá ra ông và con gái của ông giả vờ bán thân để an táng cha, để lừa ta. Ta suýt nữa rơi vào bẫy của các người rồi. Ta nói cho ông biết lão già kia, ngươi gặp phải ta xem như ngươi gặp hạn rồi đó. Đáng đời. Tiểu tử dám đấu với ta sao hả? Hãy về miệng vài năm nữa đi. Lão già kia là ông tự tìm đến cái chết đó. Đừng có trách ta không khách khí. Đánh, đánh, đánh. Đánh, đánh, đánh. Ôi, bay đi mất rồi. Người kia làm thế nào đây? Rốt cuộc là bay đi đâu mất rồi? Sao cô lại ra tay nặng như vậy chứ? Cô làm như thế nào vậy? Tôi cũng không ngờ là ông ấy lại ra tay mạnh đến như vậy đó. Công tử, công tử, cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy? Cô đừng lại gần nữa. Cô còn giả vờ gì nữa? Cô nói thật hết ra đi. Công tử, công tử, là rốt cuộc thì Quynh đang nói gì vậy? Tôi đâu có dám nói dối Quynh đâu. Và hơn nữa, Quynh giúp tôi chôn cất cha, lại là đại ân của tôi nữa. Tôi cảm kích Quynh còn chưa đủ. Cô nói dối. Cô ngay từ đầu đã lừa ta. Cô còn muốn bẫy tôi đến khi nào nữa? Tôi không hề lừa dối anh công tử à. Từng lời tôi nói đều là sự thật. Thôi đi, đủ rồi. Cô đừng có nói gì nữa. Hai người chỉ là hai tên lại lừa bịp. Gặp cô xem như là ta đen đuổi. Lần sau đừng để ta nhìn thấy cô nữa. Công tử, mà qua đó xem đi. Đi nào. Cô nương, sao trông cô lại buồn bã đến như vậy? Thật ra thì cô nghĩ kỹ một chút đi. Cô đừng lấy mã chứng dĩnh đó, cô sẽ bất hạnh cả đời. Suy cho cùng, gã ấy là một tên sơn tặc tàn nhẫn với mọi người. Ai ai trong thôn đều rất quán ghét hắn, đều muốn tiêu diệt hắn để giữ yên ổn dân lành. Vì thế cô không lấy hắn ta là một chuyện tốt đó. Cô nên cười thì mới đúng chứ. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà một mình tôi thì có thể đi đâu được? Bây giờ tôi không nơi nương tựa, thiên hạ rộng lớn, sợ rằng không có chốn cho tôi dung thân. Cô nương, cô đừng lo lắng nữa. Còn đứng ngay ra đó hả? Thật là không nỡ. Mau lên, cô vẫn còn đứng đó à? Số tiền này cô cầm đi. Mau lên, cho cô này, cầm đi mà dùng. Nhận lấy đi, đừng khách khí. Số tiền này cô cứ cầm lấy an táng cho cha của cô, và sau đó hãy tìm một người tốt để lấy làm chồng.
Ơn lớn như vậy, Ngọc Xuân không biết báo đáp như thế nào đây. Cô nương đã quá lời rồi, cô không cần phải cảm ơn chúng tôi nữa, cứ coi là duyên tương trợ giúp đỡ nhau thôi. Bây giờ thì cô gặp khó khăn nên chúng tôi giúp đỡ cô cũng là chuyện đương nhiên mà, có phải không? Không sai. Vậy thì đa tạ các vị, công ơn của các vị Ngọc Xuân đời đời này không quên. Sau này có cơ hội thì sẽ cố gắng hết sức để báo đáp. Được rồi, vậy cô mau đi đi an táng cho cha cô. Chúng tôi đi đây nhé. Lần này coi như là giải quyết xong rồi. Nhìn xem kìa, bấp bênh như vậy, cuối cùng thì cô cũng có thể gả cho Mã Chính Dĩnh rồi. Tất nhiên dựa vào sự thông minh tài trí của tôi, chẳng có chuyện gì là khó khăn hết. Cô còn nói như vậy được à? Những rắc rối này đều là cô làm ra hết đây. Nếu không có tôi thì ở bên cạnh giúp đỡ cho cô thì cô đã xong từ đâu? Cô khen tôi một câu không được hả? Thật là kỳ bo. Được rồi, mau tìm Mã Chính Dĩnh thôi, bàn chuyện chính đi. Tiểu nhị, dân trà, đến đây à? Con à, ra ngoài tìm vợ cơ mà, sao lại còn bị đánh nhau với người khác vậy? Khách quan trà của ngài. Cha đừng có nói nữa, nói chuyện này thì con tức chết đi được. Vợ không lấy được, xin mời dùng trà. Lại gặp phải tên đại lừa bịp. Có chuyện gì? Con vừa đi ra thì gặp một người bán thân để có tiền an táng cha, kết quả là Mã công tử, cô lương à, đến đây ngồi xuống đi. Xin chào. Mã công tử, mới chớp mắt một cái thì thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi. Quynh đã tìm được vợ của mình chưa vậy hả? Nếu mà tìm thấy rồi, hay là để cho tôi gặp một chút đi. Có phải là xấu hổ trốn đi rồi không? Ở đâu vậy? Ở đâu thế? Ôi, không thấy đâu cả rồi. Xem ra thì tôi thắng rồi đó. Theo như lời hứa thì Quynh... Đúng rồi. Phải, con trai à. Nếu đã cá cược thì phải biết chấp nhận thua cuộc. Là nam nhi mà. Được thôi. Cha, con đồng ý với cha lấy chỉ như cô nương làm vợ. Vậy là đúng rồi con trai à. Cô nương, ta thấy là ngày mai ta sẽ đưa con trai của ta đến nhà cô ăn hỏi. Tôi thấy là không cần đến ngày mai đâu, hôm nay thì cũng được mà. Hôm nay sao? Được rồi. Được đó, nếu mà cô muốn lấy ta như vậy thì ta sẽ nghe theo cô, xem cô định giở trò gì. Nhu Nhu, con nói thật sao? Con đương nhiên là nói thật rồi mà. Có vấn đề gì ạ? Cái này chỉ Nhu mới quên rồi sao? Mã Chính Dĩnh, hắn đã ức hiếp những người dân vô tội như thế nào? Tùng Vũ nói đúng đấy, người này quá cuồng bạo ác ôn, vô lương tâm vô nhân tính, ai cũng tránh xa. Con sao có thể gả cho hắn được chứ? Đúng vậy đó, được rồi. Có thần thỏ tôi đây, chỉ Nhu sẽ không sao đâu. Huống hồ chỉ Nhu làm như vậy là để hoàn thành nhiệm vụ. Đừng có quá lo lắng cho cô ấy. Việc này không còn cách nào khác nữa sao? Bây giờ sắp hết thời gian rồi, để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ còn hạ sách này mà thôi. Được rồi, mọi người đừng có lo lắng nữa. Hơn nữa bây giờ con đã có phép thuật rồi. Tên Mã Chính Dĩnh đó làm sao và làm gì được con chứ? Có đúng không ạ? Đúng không? Phải rồi mẹ à, chúng ta phải mau chóng chuẩn bị một chút, bởi vì một lát nữa họ sẽ tới ăn hỏi rồi đó. Cái gì cơ? Hôm nay tất cả mọi người đều phải vui vẻ lên cho ta. Được rồi. Đại ca ta đây sắp thành hôn rồi, xem ngài mặt đẹp chưa kìa. Chính Dĩnh à, cha rất vui có thể sống đến năm nay được nhìn thấy con thành hôn. Ta không còn nuối tiếc điều gì nữa cả. Cha, gì mà sống đến năm nay, đây là ngày đại hỷ. Cha nói mấy cái câu đó thật là không may mắn một chút nào. Cha nói thật lòng đó. Cha mẹ của chị Nhu cũng đồng ý cho các con thành hôn rồi. Nhớ lấy, từ nay về sau phải đối đãi tử tế với người ta thật tốt nhé. Nhất định là không được đi ức hiếp người khác nữa. Không thể để cho người khác ấm ức, cha yên tâm đi. Nhưng mà cha, chuyện cha đồng ý với con là tuyệt đối không được hối hận đâu đấy. Đợi con thành hôn xong, chuyện của con cha đừng quản nữa. Được rồi. Con thấy cha có bao giờ không giữ lời hay không hả? Tên tiểu tử thối con đó. Tên tiểu tử, sau này có vợ con quản con còn cần cha phải hao tâm sao? Nào, để tôi giúp cô kẻ lông mày. Không cần đâu. Lông mày của ta trông cũng đẹp mà. Ta không cần, bởi vì ngươi sẽ vẽ thành bên cao bên thấp. Ngươi xem lông mày của ngươi có khó coi không hả? Được rồi, không vẽ.
đều nghe theo cô. Mấy ngày trước mẹ chải đầu cho con, con còn làm nũng với mẹ. Trong lòng mẹ thật là không nỡ rời xa con. Mẹ, con chỉ là đi hoàn thành nhiệm vụ, mẹ không cần phải lo cho con như vậy đâu. Cho dù là như vậy, nhưng con gái phải gả cho người ấy là sơn tặc Mã Chính Dĩnh, mẹ sao có thể không lo lắng được cơ chứ. Chị Nhu. Cha, cẩn thận chút. Cha, sao vậy cha? Con là con gái duy nhất của cha, con phải xuất giá. Cha cũng phải tặng con vật gì chứ. Những thứ trong cái hộp này đều là trang sức năm đó lúc cha con đến cầu thân đã tặng cho mẹ. Chúng ta đã tính toán xong rồi, chuẩn bị để lúc con gái xuất gia. Đúng vậy. Mẹ, vật quan trọng như vậy con gái không thể cầm được đâu ạ. Con nói gì thế? Con là con gái duy nhất của chúng ta. Trang sức này không cho con thì còn cho ai? Mẹ, con thật sự không thể cầm được ạ. Mẹ tự giữ lại cho mình đi. Nếu như nhiệm vụ tối nay có thể hoàn thành là có thể quay về phục mệnh rồi. Vở kịch náo nhiệt này cũng coi như là đã kết thúc rồi. Chỉ là không biết bây giờ của công chúa ra sao rồi. Nào, cổ muội. Lưu Phong, chàng tỉnh lại đi. Chàng tỉnh rồi à? Yêu quái, ngươi đừng qua đây. Yêu quái, ta nhìn thấy ngươi biến thành một con hồ ly. Chàng đã nhìn thấy rồi. Ta sẽ không làm hại chàng đâu. Lưu Phong, lẽ nào chàng đã quên tình nghĩa phu thê của chúng ta rồi? Cô muội, sức khỏe của muội yếu như vậy, không ăn không uống làm sao được? Dù gì muội cũng ăn một chút đi. Thật là hết cách với muội rồi đó. Muội nói tên Lưu Phong đó, anh ta đã dứt bỏ muội rồi. Muội còn nhớ hắn ta là gì? Hắn ta vốn cũng chỉ là một tên phụ bạc, không biết được là muội vì hắn mà phải trả giá quá nhiều. Muội hãy tỉnh táo lại đi. Cứu muội. Dân cầm, ngươi nói có thật không? Đại Dương, chính tay tôi nghe thấy. Đại Dương quá tốt rồi. Nếu như cụ công chúa đã chia tay với Lưu Phong, vậy thì ngài hãy mau nắm lấy cơ hội đến cầu thân với cụ công chúa. Mặc kỳ để nói cái gì vậy? Nếu như Đại Dương mạo nhiên đến cầu thân như vậy thì lẽ nào sẽ không dẫn đến Bạch Đại Dương nghi ngờ sao? Đại Dương, chàng phải nghĩ kỹ đi. Mặc kỳ nói rất đúng ạ. Đại Dương, sao vậy? Nếu như ta không nắm lấy cơ hội này thì sau này có gì thay đổi thì sao? Nàng không cần phải nói gì nữa hết đó. Bây giờ trong lòng ta đã nghĩ đến việc lấy cụ công chúa là lại thấy bồn chồn ở không yên rồi. Nàng hãy mau giúp ta chuẩn bị một chút đi, ngày mai ta sẽ đi cầu thân. Giờ lành đã đến, tân nhân hành lễ, nhất bái thiên địa thành phu thê, hai người kết tóc cháo đầy nhà, nhân duyên nam nữ do trời định, tình cảm quả thuận mãi hân hoan. Hai vị mời quay người.
Hành lễ. Nhất bái. Nhị bái. Tam bái. Mời hai vị đứng lên. Nhị bái cao đường kính tổ tiên, nam nữ kết duyên trời ban phúc, phu thê hòa thuận mãi không rời, thê hiền phu quý vạn năm vui. Mời quỳ xuống. Nhất bái. Nhị bái. Tam bái. Mời hai vị đứng lên. Đến mặt đối mặt. Nhất bái. Đã thấy rồi chứ, đây mới là nam tài nữ mạo. Đúng vậy, nhị bái. Tam bái. Động phòng qua chúc nhiều tường vân, chim chóc trăm con hót chúc mừng. Lễ thành, đưa vào động phòng. Vào động phòng rồi. Được, 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 được. Vào động phòng, được. Được. Vào động phòng. Trước đây cũng phát hiện ra tóc của tên tiểu tử chính diện một túm lông ngựa, sau những cây phất trần thì giống đến mấy phần. Ông thông gia, bà thông gia, hôm nay có chỗ nào tiếp đãi cho chu đáo, xin lượng thứ. Bà lão gia, xin ông nói kìa, sau này chỉ như nhà chúng tôi còn phải nhờ ông quan tâm nhiều. Yên tâm đi, sau này chỉ như chính là con gái ruột của tôi rồi. Tôi sẽ bảo chính chỉ chăm sóc tốt cho chỉ như, quyết không để chỉ như chỉ một chút ấm ức và làm phiền ông rồi. Đa tạ mạo lão gia. Bà thông gia, hà tất phải khách khí như vậy, chúng ta là thông gia rồi. Thông gia, tối nay đừng đi nữa, huynh đệ chúng ta uống với nhau dài đi, không sai không thôi. Được, được. Được. Tướng công, tướng công, mở khăn trùm đầu, mở khăn trùm đầu đi, mau lên. Quynh ngồi đó làm gì vậy? Mau mở khăn trùm đầu, mở khăn trùm đầu, mở khăn trùm đầu. Cẩn thận đấy, đừng để chạm vào mặt tôi. Được rồi, được rồi, đứng dậy đi. Đúng rồi, tôi nghe mẹ tôi nói mở khăn trùm đầu vẫn chưa đủ, còn phải uống rượu dao bôi. Uống xong rượu dao bôi mới chính thức trở thành phu thê. Quỳnh nói xem, chuyện thành thân này sao lại phiền phức như vậy chứ? Bái đồng bái tây, bái đi bái lại, bái đến chốc hết cả mặt, đau cả lưng. Đúng không hả? Nào nào. Rượu dao bôi, rượu dao bôi đấy. Được rồi, được rồi. Được. Bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Cô có thể nói cho tôi biết cô thành thân với tôi mục đích thực sự là gì? Sở dĩ tôi lấy Quynh vì trong Quynh rất anh tuấn phong độ. Hơn nữa tôi cảm thấy mái tóc trắng này không giống với mọi người. Tôi... Cô lừa ai vậy? Cô cho rằng tôi không biết. Các cô nương bình thường sẽ không chịu lấy tôi. Chỉ có cô nghĩ mọi cách để thành thân với tôi. Cô nói đi. Có phải là muốn phu thê giả với tôi, sau đó tranh thủ thời cơ loại trừ tôi? Có phải bọn thôn dân cử cô đến đây? Nó có gì rắc rối vậy? Tôi nghe không hiểu. Vậy tôi nói thật cho Quynh biết. Tôi đến chính là để lấy cây phất trần. Phất trần? Phất trần nào? Quynh còn dám giả vờ. Đừng giấu nữa. Tôi biết phất trần nhất định là bị Quynh giấu đi rồi. Tôi nói cho Quynh biết, nếu như Quynh không giao cây phất trần ra đây, đừng có trách tôi không khách khí với Quynh đó. Tốt nhất cô đừng qua đây. Đao kiếm không có mắt. Nếu như cô dám qua đây, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Hơn nữa, tôi vốn không có cây phất trần nào. Cô nhất định nhầm lẫn rồi. Tôi thấy nếu tôi không cho Quynh nếm chút mùi vị, Quynh nhất định sẽ không đưa. Ngất rồi.
Thỏ lớn, thì ra là ngươi đến rồi. Ta còn tưởng pháp thuật của ta đã đạt đến mức hoàn mỹ như vậy rồi cơ. Được rồi, tôi cho cô biết về chuyện cái phất trần. Chính Mã Chính Dĩnh cũng không biết đâu, nhưng theo cảm giác trực quan của tôi, phất trần nhất định ở trên người hắn. Đang ở trên người hắn à? Trên người hắn ta. Ở đâu vậy? Đừng có ấp mở nữa, mau nói đi. Cô nghĩ mà xem, mái tóc trắng như vậy, biếm tóc của hắn ta trông có giống cái phất trần không? Thật sự rất giống. Bây giờ chuyện chúng ta cần làm là lấy một cây kéo cắt tóc của hắn ta, đợi tóc của hắn ta sau đó biến thành cái phất trần thì chúng ta có thể quay về. Được được. Nhưng mà trong căn phòng này làm gì có cây kéo nào? Muốn có kéo không phải rất đơn giản sao? Không phải kéo đến rồi sao? Đây này, kéo đến rồi. Giỏi quá. Cô cắt đi. Chuyện này quá tàn nhẫn, hay là ngươi làm đi. Để tôi cắt. Cắt ở đâu đây? Ở đây, ở đây. Phất trần biến. Phất trần biến. Phất trần biến, phất trần biến, phất trần biến, phất trần biến. Thỏ lớn à? Rốt cuộc bị làm sao vậy? Chuyện này có nghĩa là tóc của hắn không phải là cây phất trần. Lần này thì hay rồi, người thì đã làm gấp rồi, tóc cũng cắt rồi, làm sao đây? Không phải, như thế này, ai mà nghĩ được sẽ thế này chứ? Chi bằng nối tóc của hắn ta lại, sau đó làm cho hắn ta tỉnh lại. Đợi chút. Nếu như ngươi làm cho hắn ta tỉnh lại bây giờ, ta cũng không biết giải thích với hắn thế nào nữa. Chi bằng thế này đi, ngươi làm phép cho sáng mai hắn tự nhiên tỉnh dậy. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Tại sao trông giống cái phất trần vậy nhỉ? Vị đại ca này, cậu tránh ra đi. Đại ca, tôi cầu xin huynh cùng tôi đối phó với Sơn Tặc. Cậu đi tìm người khác đi. Vị đại ca này, đừng làm phiền tôi. Vị đại ca này, tôi cầu xin huynh. Tôi không phải là không hận bọn chúng, nhưng mà con nhìn xem, thôn dân đều tay không vũ khí, chúng ta căn bản không đánh lại những tên Sơn. Đại ca, đại ca. Vị đại ca này, đừng tìm tôi. Đừng tìm tôi. Đại ca, cứ đừng đi. Đại ca, không được, không được. Các vị, các bà con ơi, thưa bà con, hãy nghe tôi nói. Ngày xưa Bắc Tông có Vũ Sùng Túy đánh bại tướng Ngôn Thần, thời Tây Tấn đã có Châu Sở Trừ Tam Hại. Tùng Túy và Châu Sở đều là những người bình thường như chúng ta. Họ đều có dũng khí trừ gian diệt ác. Tại sao chúng ta lại không được? Bang Sơn Tặc đó, nói cho cùng, cũng giống như chúng ta thôi. Đều là người bình thường có máu có thịt. Bọn họ không phải là ác quỷ la sát, càng không phải là yêu ma quỷ quái. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực thì còn sợ gì chứ? Đúng vậy, nói phải lắm, nói phải lắm. Bọn hổ báo xài lang này đến lần thứ nhất thì sẽ đến lần thứ hai, lần thứ ba, mãi mãi sẽ không có lúc thấy thỏa mãn. Lẽ nào chúng ta lúc nào cũng đều phải chịu sự áp bức bóc lột của chúng? Không. Vị đại ca này, chú tán đồng với tôi sao? Con trai ta chính là bị bọn chúng đánh chết. Nếu như có thể, tôi muốn báo thù cho nó. Đương nhiên có thể rồi. Chú có thể báo thù cho con trai chú, vì người thân đã mất đi của chú, tận tâm tận lực. Vậy sao? Nhưng mà chúng ta đều không có biết võ công, làm sao đánh thắng được những tên ác thú đó? Bang Sơn Tặc đó chỉ có mấy chục người thôi, nhưng chúng ta có một thôn trang dân số hơn trăm. Chỉ cần mọi người đồng lòng, để nào chúng ta còn sợ? Mười mấy người chúng ta không đánh lại được một người sao? Đúng, có lý lắm. Đúng vậy, chúng ta nhiều người như vậy, bà con chơi gì? Chúng ta phải cho Bang Sơn Tặc đó biết, không thể chịu bị bọn chúng bắt nạt được. Hãy cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Đúng, đúng.
cho chúng biết sự lợi hại của chúng ta. Đúng, cho bọn chúng biết. Nói đúng lắm. Thỏ lớn à, tại sao lâu như vậy hắn chưa tỉnh lại vậy? Có phải người cha tai hơi quá rồi không? Cô thật là phiền phức. Tối hôm qua tôi muốn làm cho hắn tỉnh lại. Cô nói không cần. Bây giờ hắn ngủ không tỉnh, cô đã nói là làm phép quá nặng. Sao cô lại khó hầu hạ gì? Ta cũng không muốn biết. Làm lớn mọi chuyện lên. Thần thỏ, thích phách, các người ở đâu vậy? Có nghe thấy không? Là chú sinh nương nương đang gọi chúng ta. Chúng ta mau chóng tới chỗ chú sinh nương nương. Tham kiến chú sinh nương nương. Các người không cần đa lễ. Hai người bản tọa lần này đến đây là có chuyện gấp cần nói. Chính diện, đánh hay lắm, đánh hay lắm, đánh hay lắm. Tùng Vũ, đừng đánh con trai tôi. Muốn đánh thì đánh tôi đây. Xin các người, Mã Chính Dĩnh, tên như bắt đã ngươi, cặn bã súc sinh, giết hại cha ta, ta phải giết ngươi. Tùng Vũ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà. Đúng vậy đó, nếu tha được thì hãy tha cho người ta, hãy cho cậu ta một con đường sống đi. Đúng vậy đó, không được. Tha cho hắn, khó đảm bảo sau này hắn ta sẽ không quay trở lại. Như vậy thôn của chúng ta sẽ lại không thể ổn định được. Đúng vậy, nó đúng lắm. Thiêu hắn tế linh. Được, không được. Không được. Tùng Vũ làm như vậy quá tàn nhẫn. Đúng vậy, cho dù cháu giết cậu ấy, cha cháu cũng không thể sống lại được. Đúng vậy. Cha. Cha, cha đừng lo cho con. Cha hãy quay lại đi. Con buông cha ra. Chàng trai, các bà con, mọi người đại nhân đại lượng, giờ cao đánh khẽ, tha cho lần này đi. Hãy tha cho nó có được không? Tôi cầu xin mọi người. Ông muốn tôi tha cho hắn. Vậy lúc hắn giết chết cha tôi, sao ông không bảo hắn tha cho chúng tôi? Mang hắn đi. Mang hắn đi ngay. Lên, đi đi. Không không, đừng mà bà con. Đừng mà bà con. Cha, Chính Dĩnh. Bà con à, hãy thả nó ra đi. Cầu xin mọi người đấy cha. Con à, mang đi. Con à, mau đi thôi. Con à, đều là lỗi của cha. Hãy mang tôi đi đi. Muốn giết hay giết tôi đi. Hãy giết tôi đi. Làm sao bây giờ? Tiêu hắn đi. Cha, quay về rồi. Rốt cuộc là sao vậy? Xảy ra chuyện lớn rồi. Chính diện đã bị Tùng Vũ bắt đi rồi. Con để chết thai cho họ. Chỉ Nhu, mùi rốt cuộc đang nói linh tinh cái gì vậy? Nếu mùi thật sự lên tế đài bị mọi người thiêu sống, vì tất cả những việc Quynh làm trước đây đều không phải vô ích sao? Tùng Vũ Quynh, tại sao đến bây giờ Quynh vẫn không hiểu? Nếu Quynh không làm như vậy, sự tình sẽ không thành ra như thế này. Nói cho cùng, trong chuyện này cũng có lỗi của mùi. Hơn nữa, mùi thực sự không hy vọng Quynh sống với lòng thù hận. Cho dù là Mã Chính Dĩnh chết rồi, Quynh có vui không? Báo phụ có thấy vui không? Mọi người chúng ta đều không muốn nhìn thấy Quynh mãi mãi đau khổ, mãi mãi ân hận. Chỉ Nhu, nó không phải là chuyện mũi quan tâm. Chỉ Nhu, cha cũng xin con với chỉ Nhu à. Cha, chỉ Nhu, con là con gái yêu quý của mẹ. Làm sao mẹ nỡ trừng mắt nhìn con bị đưa vào chỗ chết chứ? Mẹ, được rồi mẹ. Thật xin lỗi. Tôi nói vài câu. Tôi biết tâm trạng của mọi người rất buồn, rất không nỡ. Nhưng mà tôi phải giải thích với mọi người một chút. Cho dù chỉ Nhu có lên tế đài, cô ấy có chịu nạn cho người khác, cô ấy sẽ không chết thật đâu. Cô ấy chỉ là sống lại mà thôi. Nếu như nói mọi người vì không nỡ mà cố giữ chỉ Nhu ở bên cạnh là hại của ta đấy. Hơn nữa, chỉ Nhu cũng không phải là con cái ruột của hai người. Ngươi đừng nói nữa. Cho dù có nói thế nào cũng đừng nói nữa. Tôi nhất quyết không để chỉ Nhu xảy ra bất cứ chuyện gì. Đừng cho rằng cô là thần tiên thì có thể khuyên được tôi. Cha, mẹ. Cha, mẹ. Con gái thật sự rất muốn ở bên cạnh cha mẹ. Nhưng mà con gái đã phạm sai lầm, nhất định phải rời đi. Xin cha mẹ đừng ngăn cản con. Việc này nếu như bây giờ không làm theo lời con nói, vậy thì có một ngày sẽ có một tai họa lớn hơn ập đến. Con đang làm gì vậy? Nhu Nhi à, Nhu Nhi, mẹ thật sự không nỡ. Mẹ thật sự không nỡ con à. Mẹ đừng khóc nữa.
Mẹ, cha, con gái chỉ là một con yêu tinh bé nhỏ ở trần gian trong một thời gian ngắn, nhưng lại được cha mẹ yêu thương. Con gái đã không thấy nuối tiếc rồi. Cha, mẹ, xin hãy giận con ba lại. Nhất bái, cảm ơn cha mẹ đã nhập con từ nơi quan giả về. Nếu như là người khác gặp một thứ kỳ lạ như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ, tránh còn không kịp. Nhưng cha mẹ đã không bỏ rơi con, mà còn đưa con về chăm sóc bảo vệ, để con gái có thể sinh ra. Cha mẹ thật sự là những người rất lương thiện. Nhị bái, sau khi con lớn lên luôn rất bướng bỉnh, thường làm mẹ tức giận. Nhưng cha mẹ không những không trách mắng con, mà còn càng yêu thương con, xem con như con đẻ. Con gái thực sự cảm thấy rất hạnh phúc. Tam bái, cha mẹ, con gái sau này không thể ở bên cạnh cha mẹ nữa. Xin tha thứ cho con gái bất hiếu. Sau khi con đi rồi, cha mẹ nhất định phải bảo trọng, giữ gìn sức khỏe. Cho dù con không ở bên, cũng hy vọng cha mẹ có thể vui vẻ, hạnh phúc sống tiếp. Con gái ngoan, Nhu Nhi mau đứng lên. Mẹ, cha, chúng ta thật không nỡ rời xa con. Nhu Nhi, con đi như vậy, bảo mẹ làm sao có thể chấp nhận được đây. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ, mẹ, cha mẹ hãy giữ nó bên cạnh. Sau này lúc nhớ con thì hãy nhìn nó, nhìn thấy nó cũng giống như nhìn thấy con vậy. Sau khi con đi rồi, cha mẹ nhất định phải tự chăm sóc mình thật tốt đấy. Nhu Nhi à, chị Nhu, sắp đến giờ rồi, nếu không đi sẽ không kịp đâu. Chúng ta đi thôi. Cha, mẹ, con phải đi đây. Ơn dưỡng dục của cha mẹ, con gái sẽ không bao giờ quên. Con gái phải bái biệt cha mẹ rồi. Chị Nhu, con không thể đi được. Con gái, con gái. Chị Nhu à, con gái. Chị Nhu, con đừng đi. Quân không thể trọn mắt nhìn muội bị đưa vào chỗ chết. Chị Nhu, Quân xin muội đấy, ở lại đi được không? Có chuyện gì vậy? Cha, mẹ, ngươi không sao đâu. Ta chỉ là làm phép cho bọn họ ngủ một giấc thôi. Không sao đâu, đi thôi. Mau, chất củi khô vào. Thiêu chết bọn chúng. Thiêu chết bọn chúng. Đúng, thiêu chết hắn. Thiêu chết bọn chúng. Mau, mau lên. Mau thiêu chết chúng đi. Đặt nhiều vào. Mau thiêu hết bọn chúng. Đúng, đặt nhiều vào. Đợi một chút. Đợi chút. Đợi chút. Làm gì vậy? Tôi muốn mọi người hãy thả Mã Bảo Thành ra. Thả hắn ra. Làm sao có thể thả được? Không được. Bởi vì chuyện này nói cho cùng đều là lỗi của một người. Tôi nguyện chịu sự trừng phạt. Xin mọi người hãy mau thả người. Đây là chuyện gì vậy? Tôi dùng thân phận gì? Đúng vậy. Sao đâu có thể chết thay cho hắn? Tôi dùng thân phận gì à? Tôi là thê tử của Mã Chính Dĩnh. Mã Bảo Thành là cha chồng tôi. Con dâu cứu cha chồng. Chả trách. Đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Sao vậy? Mọi người có thả không? Chuyện này không được đâu. Chỉ như con đừng ngốc nghếch như vậy. Con còn trẻ, phải bảo vệ tính mạng. Cha đã già rồi, ta cũng đáng phải chịu tội. Bà con à, tôi xin mọi người hãy mau làm đi. Đừng để liên lụy đến con dâu tôi. Cha à, đúng, thiêu, thiêu đi. Các người nghe tôi nói, nghe tôi nói. Đây đây. Ừ.
Mọi người nhìn thấy rồi chứ? Tôi biết yêu thuật đấy, yêu thuật. Từ giờ trở đi, nếu mọi người còn dám làm như vậy với cha chồng ta, thì sau này mọi người sẽ phải sống những ngày tháng đau khổ đấy. Sao rồi? Nhưng lúc ta còn chưa hối hận, mọi người mau thiêu ta đi, thiêu đi. Chỉ như đứa con ngốc nghếch này, cha mau đi đi, mau đi đi. Nhưng mà cha không thể không màng đến sự sống chết của chính mình được, thì cha phải làm sao đây? Sao lại bất động rồi? Mọi người xem sao lại cứ đứng im? Này này, nào nào, các vị hãy nghe tôi nói đã. Chính Dĩnh, chuyện này là gì? Giang Chỉ Như, rốt cuộc cô là người gì? Quynh hãy nghe tôi nói trước. Tôi nói cho quý tế, Quynh là một cây phất trần. Cô nói gì vậy? Dưới dài giới dẫn, cây phất trần chính là pháp khí của chú Sinh Linh Đương. Bởi vì tôi ham chơi, không cẩn thận nên làm Quynh rơi xuống nhân gian. Thế nên tôi chỉ có thể đầu thai biến thành người phàm. Cũng chính là bộ dạng này, tôi hao tâm tổn trí, chính là vì muốn cho Quynh trở lại thiên đình. Ta không muốn nghe, hãy nghe tôi nói đã. Nếu Quynh không tin, thì tôi hỏi Quynh, tại sao Quynh vừa sinh ra đã có pháp lực rồi? Quynh không thấy kỳ lạ sao? Trước đó có phải là tôi đã cắt phát tóc của Quynh rồi không? Sau đó pháp lực của Quynh trong chốc lát đã không còn gì rồi. Chính là vì trong của cây phất trần bị cắt rồi, cản trở Quynh thi triển pháp thuật. Quynh nghĩ xem, tôi nói có đúng không? Ngoài ra, tại sao tôi lại lấy Quynh? Tôi lấy Quynh chính là gì? Muốn dẫn Quynh trở về thiên đình. Quynh hiểu chưa hả? Lẽ nào cô nói thật? Cô gái này mới yêu thuật. Tên sinh tặc kia cũng khó chơi. Tôi khuyên mọi người mau mau ra tay đi, để tránh thả hổ về rừng. Đến lúc đó thì không kịp nữa đâu. Đúng, nó có lý lắm. Nhận tài chút đi, đợi một lát tôi sẽ giải thoát cho ông. Mọi người phải mau thiêu chết họ đi, thiêu đi. Mà chính Dĩnh, lần này tôi nói chứ là Quynh tin rồi chứ. Đắt nữa sau khi chúng ta bị lửa thiêu thì có thể trở về thiên đình rồi. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Chính Dĩnh, cha, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Con trai, mau thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Chị Nhu, chị Nhu, chị Nhu. Ông ơi, chuyện gì thế này? Tại sao chúng ta là bị ngất vậy? Chắc cũng không biết nữa. Bác nãy rõ ràng còn đang nói chuyện với chị Nhu, sao đột nhiên lại nguy rồi? Không thấy chị Nhu đâu nữa. Chắc chắn người ấy bị đưa đi rồi. Phải đi cứu ngay thôi. Đó là con cái bảo bối của ta mà. Ta phải đi tìm nó. Đi chúng ta đi. Tôi cầu xin mọi người đừng thiêu con trai tôi. Đừng thiêu con trai tôi. Đừng thiêu con dâu tôi. Thiêu chết hắn đi. Đừng thiêu con trai tôi. Đừng thiêu con trai tôi. Các vị bà con, đều là lỗi của Mã Bảo Thành tôi, không liên quan đến con trai. Là tôi đáng chết, là tôi đáng chết mà. Cầu xin mọi người đừng thiêu con trai tôi. Tôi cầu xin mọi người. Mã Bảo Thành, con vô đạo lỗi tại cha. Bây giờ ông hối hận đã muộn rồi. Mã Bảo Thành, nếu không phải do ông dung túng khiến nó quá đáng vô đạo, thì nó có thể bước vào con đường hôm nay không? Đúng vậy. Nếu hôm nay chúng tôi không trừng phạt được nó, sau này nó sẽ tiếp tục làm điều ác. Đúng rồi, thiêu chết họ đi. Thiêu chết hắn. Thiêu chết hắn. Con trai à, mau thiêu chết họ đi. Thiêu chết hắn, thiêu đi. Mau châm lửa đi. Mà lão gia, sự sống chết của người này đều đã được định đoạt sẵn rồi. Ông đừng đau lòng nữa mà. Từ bỏ đi, từ bỏ đi. Con trai, là cha hại con rồi, con trai. Là cha không đúng, đã làm hại con. Cha phải bảo trọng đấy. Con trai kiếp sau sẽ báo đáp cha. Cha hãy bảo trọng đấy. Bà con đã không còn sớm nữa rồi, chuẩn bị châm lửa. Mau đốt đi, mau đốt đi. Đừng mà, đừng theo con gái tôi. Mẹ, cha, châm lửa, đừng qua đi. Châm lửa, đốt. Đừng. Chị Nhu, đừng qua đây mẹ. Chị Nhu à, đừng. Chị Nhu, thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Con trai, được lắm, làm tốt lắm. Cha phải cứu con. Cha phải cứu con à. Con bất hiếu, không thể hiếu kính với cha. Cha hãy để con đi đi.
Con trai à, con trai. Mẹ. Cha. Chị Nhu. Chị Nhu à. Chị Nhu, đừng theo con gái tôi mà. Mẹ. Theo ký ức hiếm hoi của tôi, trong ta chú sinh đương đương, tôi thường nhìn thấy lúc đứa trẻ ra đời, cha mẹ vô cùng hạnh phúc. Tôi lại cảm thấy tất cả đều là nhân duyên hòa hợp. Cha mẹ và con cái không thể lựa chọn lẫn nhau. Sau này xảy ra chuyện gì chẳng ai nói trước được. Có điều gì hạnh phúc đang chờ đợi. Ngày hôm nay nhìn thấy nước mắt của cha mẹ, tôi mới biết ngày trước tôi đúng là sai lầm, nói tiếp sai lầm. Đốt đi, cha chỉ có mình con thôi. Con à, con bảo cha phải sống sao đi. Con trai. Mẹ, con xin lỗi. Cha, mẹ, chị Nhu à. Ba mẫu đừng khóc nữa. Phu nhân, phu nhân. Phu nhân à. Bá mẫu. Mẹ. Con trai. Con trai. Coi như nhiệm vụ đã xong. Thích Phách và Tứ Tử Phất Trần không lâu nữa sẽ trở về nguyên dạng. Mình cũng nên về để đợi cô ấy rồi. Thỏ lớn. Tôi về rồi này. Tốt quá rồi. Cô đã mang cây phất trần về rồi. Tốt quá rồi. Lần này chúng ta coi như trải qua nguy hiểm rồi. Đại cáo thành công rồi. Mang cây phất trần đến chỗ chú sinh nương nương, đích thân tạ lỗi với bà ta đi. Không cần đâu. Thỉnh an chú sinh nương nương. Bản tọa đã chờ đợi lâu lắm rồi. Chú sinh nương nương, trước đây vì con ham chơi nằm trên cây phất trần, bây giờ cuối cùng con đã tìm được nó về rồi. Mong chú sinh nương nương thứ tội cho. Bây giờ con sẽ trả nó cho người. Đây ạ. Thần thỏ. Lần này may là có cô bảo vệ, tiểu hồ ly mới có thể kịp thời mắc. Nếu chậm thêm chút nữa, Ngọc Đế sẽ qua hành cung của bản tọa. Nếu thấy cây phất trần trong tay bản tọa không cánh mà bay, bản tọa cũng khó mà giấu giếm hộ các người.